chương trình học ngày hôm nay và đúng như bài thầy nói ngày hôm nay bài của chúng ta sẽ là học lại logarit từ đầu. Cái logarit này đẻ ra từ đâu và có nó để làm gì? Đó thì chúng ta bắt đầu đến với bài ngày hôm nay. Rồi. <laughs> Được chưa? Nhiều bạn là thấy nó hơi trừu tượng đúng không? Có một số bạn bắt đầu vào học thấy trừu tượng Học cái lũy thừa thì thấy đơn giản Vì nhiều công thức nó cơ bản nó giống ngày xưa Bắt đầu sang cái logarit cái thấy nó cứ Nó cứ mới mới cứ như là chưa từng học bao giờ A A la mã Kiến thức cần lắm Được chưa? Một Định nghĩa Bài toán mở đầu Tại sao lại có cái logarit này? Được chưa? Thầy ơi hát nữa đi thầy Tí nữa ra chơi nhá Dậy Nghỉ giải lao hát tiếp thầy sẽ tặng cho được chưa? Bài toán mở đầu Ví dụ 1 Tìm x Nghe cái tìm x này thấy dễ dễ rồi Bắt đầu giống kiểu lớp 1 cháu em này Con em này đang tìm x Bắt đầu Nghe tìm x thì thấy dễ rồi Giải cho thầy các phương trình sau Tức là tìm 2 x 2 mũ x bằng 8 3 mũ x bằng 1 phần 27 5 mũ x bằng căn 5 Và 2 mũ x bằng 3 Các em học đến phương trình mũ loga chưa? Chắc là cũng đang đến rồi đây là các phương trình mũ cơ bản bây giờ coi như là các em chưa biết giải phương trình mũ cơ bản đi theo sự gợi ý của thầy thì nào trước khi thầy à thầy chưa, thầy chưa thích gợi ý vội đố các em các em làm như thế nào để tìm được ích vậy câu trả lời là gì xin mời nào coi như là các em cứ coi như thấy dễ đi ừ thì ví dụ đầu tiên nó trẻ dễ được chưa thì như một cái phản xạ ấy chưa cần thầy dạy các em cũng biết là là a à, thầy ơi mình sẽ đổi vế phải ra về cùng cơ số đúng không như một phản xạ là người ta sẽ đổi 8 về cơ số 2 người ta đổi 1 phần 27 về cơ số 3 và người ta đổi căn 5 về cơ số 5 à như vậy là do học bài lũy thừa đầu tiên rồi nên các em chắc chắn đã biết đổi được chưa rồi chúng ta có nghe kết quả rất là nhanh chóng như sau câu này nhiều bạn biết rất dễ dàng chúng ta đổi được 8 là hai lũy thừa 3 À như vậy hiển nhiên là chúng ta suy ra chỗ này là x bằng 3 à, Ok, ok, thank you, ok, rồi Thế câu B em trả lời luôn đi, câu B bắt đầu Thế 1 phần 27 thì biết đổi chưa? Học xong lũy thừa mà không đổi được cái này là thôi Học cái bài lũy thừa công thức đầu tiên nắm cho nó kỹ kỹ một tí nhá Chưa học cái lũy thừa mà mấy công thức mũ mũ đơn giản mà không nắm được cái sang cái logarit này là bỏ tay là cũng tịt luôn đấy Nhược chưa? Nhất đơn giản chúng ta có 27 là 3 mũ 3 nghịch đảo của nó 1 trên 27 là 3 mũ trừ 3. Đúng chưa nhỉ? 1 trên A mũ L là A mũ trừ L. À, theo đúng công thức đó thì chúng ta sẽ đổi sang thành 3 mũ trừ 3. Vậy hiển nhiên chúng ta có x bằng âm 3. À, ok. Thank you. Câu này vẫn rất là ổn đúng không? Vẫn vẫn đang ổn chứ. Ừ, vẫn đang ổn. Tiếp tục cho đến với câu, câu C. Ờ, căn 5. Cái này hơi mới rồi nha Câu này không chơi bởi máy tính nhá Đang học lại từ đầu mà chơi bởi máy tính thì học làm cái gì Này nhá Đấy nhá vừa phải nhá Đang học đang học lại từ đầu chơi bởi máy tính Rồi ai chơi lại Rồi cũng vừa phải nhá Được chưa? Bởi máy tính xem lại cái bài hôm trước thầy vừa dạy rồi Bài giải nhanh mũ và logo hôm trước thầy dạy rồi Bây giờ đang chơi học lại với máy tính Trời ơi ở máy tính tính sau nhá được chưa chúng ta bám vào mục đích của bài học ngày hôm nay được chưa bám mục đích được chưa nhiều bạn đang mất gốc mà, được chưa? Chúng ta phải biết thương người chứ, đúng không? Phải biết thương người chứ. Căn 5. Căn bậc 2 của 5 như một công thức chúng ta đã biết đó là căn bậc 2 của 5 người ta sẽ viết thành 5 mũ bao nhiêu? 1/2 đấy, học xong bài lũy thừa là phải biết đổi rồi. Căn bậc 2 thì là mũ 1/2. Hiển nhiên chúng ta có x bằng 1/2 vẫn ổn chứ em ờ ừ, vẫn đang ổn đúng không nhưng câu cuối cùng thì sao Câu cuối cùng thì sao nhở? Cho thầy hỏi một tí không phải chứ câu cuối cùng thì sao nhở? Em thấy đây là cơ số 2. Úi giời ơi bên này là 3. Quái nhỉ, bây giờ 3 đấy đổi kiểu khỉ gió gì nhở? Không đổi được, không đổi được. 3 nó không thể đưa về 2 được. Đấy là lý do tại sao no lại ra đời đấy, được chưa? Một số phương trình mũ của chúng ta em không đổi đưa về cùng cơ số được, được chưa nhỉ? thì bắt đầu là em phải dùng đến loga được chưa như vậy muốn tìm được x chỗ này người ta sẽ loga hai vế cơ số 2 chắc chắn bạn nhận ra đây là hai đây là cơ số người ta suy ra x bằng loga cơ số 2 của ba đấy là lý do loga ra đời đấy được chưa một số phương trình mũ mình không thể nào đưa được về cùng một cơ số được rất là khó mình đành phải lấy loga đấy là lý do loga ra đời <laughs> nhất đơn giản được chưa nhiều khi học xong không hiểu tại sao lại như thế thầy cô của em làm gì có đủ thời gian với kiên nhẫn để mà hướng dẫn kỹ cho các em như thế được chỉ có thầy thầy mới kiên nhẫn để mới chi tiết được thế thôi các thầy cô của em chắc không đủ kiên nhẫn để mà hướng dẫn cho nhiều bạn được thế đâu <laughs> nhất đơn giản chúng ta có loga cơ số 2 của ba và cái này bằng bao nhiêu? Không quan tâm Kệ, <laughs> chỉ cần biết là lấy loga từ trái qua phải là xong Rất <laughs> đơn giản Đấy, đấy là lý do tại sao loga ra đời Như vậy, loga để giải quyết bài toán phương trình mũ Và rất nhiều các bài toán khác mà chúng ta cần phải tìm mũ Bạn hãy hiểu rằng Trong việc học toán, có rất nhiều các phép toán là nó đối lập ngược lại với nhau Có ngày thì có đêm Có nắng thì có mưa Được chưa? có lạnh thì có ấm được chưa? có nam thì có nữ, có già thì có trẻ đúng không nhỉ? có ngược có xuôi, có cộng thì có trừ, có nhân thì có chia, có mũ thì phải có lôgar. trời ơi rất đơn giản hiểu chưa? trời ơi <laughs> như vậy mũ và Loga trả qua là hai phép tức là nói chuẩn hơn thì lũy thừa lên, lũy thừa lên, lũy thừa và Loga là hai phép toán đối nghịch của nhau mà thôi. muốn xử lý anh này thế ta lại phải táng anh kia vào mặt nó ấy muốn xử lý phép cộng thì mình phải chuyển vế thành trừ mình muốn xử phép nhân mình phải chia đều hai vế rất đơn giản mình muốn giải phương trình mũ mình phải lấy lô trời ơi mình muốn giải phương trình căn mình phải bình phương hai vế trời ơi rất đơn giản nếu mà hiểu được thế đây chỉ là phép toán triệt tiêu lẫn nhau mà thôi hiểu chưa như vậy là các em thông tắc rồi chứ được chưa thông tắc rồi nha rất đơn giản được chưa thông tắc rồi nha rồi, một số bạn bắt đầu lại hỏi, kính thưa thầy, coi như chỗ này mình không biết đổi cùng cơ số thì ba câu lè mình lấy loga được không ạ? À? Ôi được luôn, trời ơi, vẫn được không sao cả. Trong một ngày nào đó, nếu như chỗ này không phải là 8 hai à, bẻ mà nó là một cái số gì mà nó to tỷ tỷ một tỷ lần chỗ này hoặc là nó to triệu triệu gì mà em có cảm giác là em không đổi được. Nhiều bạn anh nó không đổi được đâu, nó không đổi bằng mắt thường được đâu thì thầy cho phép ừ em bấm loga cũng được được chưa được luôn thầy lấy thí dụ như là em cần giải phương trình hai mũ x bằng một nghìn hai mươi bốn thì nếu mà ai mà nó học lũy thừa mà nó tốt ý, thì nó đã biết nhẩm từ mũ 1 đến mũ 10 rồi nhưng mà nếu như bạn nào mà hơi yêu yếu một tí mà kiểu như là lốp nó hơi lon tí đấy thì các em không biết đổi đúng không À, loga tiếp tục ra đời chỗ này để uh, xử lý giúp em loga cơ số 2 của 1024. Và tất nhiên rồi, chỗ này nếu như ai nhẩm được thì không sao, ai không biết lấy máy tính bấm. Trong máy tính nó đã có hỗ trợ chức năng này cho các em rồi, nó nằm ở cái phím đó là các em xem. Nó sẽ nằm ở phím dưới ngay phím on của các em, các em bấm đúng bài gai đúng kiểu vào là các em đi về rất đơn giản. Chúng ta trả lời giúp thầy như vậy là cái này nó bằng bao nhiêu? Cái bằng bao nhiêu? Thực ra là thầy thì thầy nhẩm được rồi thế thầy, thầy cố tình giả vờ bấm thôi. Chứ chỗ này mà tôi lại còn không biết nữa thì thôi. <laughs> Có phải là bằng 10 không các em? 10 điểm về chỗ, rất đơn giản. Ủa đúng bằng 10 không? Im. Không, nhỡ mình sai thì sao mình phải thử lại tí cho chắc. 2 mũ 10. Được chưa? Xem đúng không? rất đơn giản hai người chính xác rồi tôi thử tí thôi chưa Thế tôi lại còn không biết cái chỗ này nữa thì thôi <laughs> đấy Thế thì hoàn toàn tương tự như vậy các em có thể bấm được ba cái ở trên thấy cứ coi như là các em mất gốc không biết gì đi Bây giờ em bấm luôn em bắt đầu bấm luôn Loga cơ 2 của 8 kính mời xin kính mời quý vị đại biểu đây lốc cơ 2 của 8 3 nè tiếp tục nha lô ga cơ số 3 của 1 phần 27 nè âm 3 nè được chưa rất đơn giản được chưa và cuối cùng nè lô ga cơ số 5 của căn 5 nè 1 phần 2 nè Úi rồi 10 điểm đi về hết mất gốc ha 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 rất đơn giản nó ta hiểu chưa như vậy có hai hướng đi một ai biết đổi thành thạo rồi đổi luôn ai mà cảm giác mà thôi coi như là mình là hơi hạn chế đầu óc đẻ ra nó y quy nó hơi thấp một tí thì thôi bấm từ trái qua phải nha được chưa bấm đúng nha thế đi về nha rất đơn giản còn nếu mà nó không ra đẹp được thì mình cứ để nguyên thế này thôi đúng không có ai bắt là mình phải tính ra cái gì đâu thế là xong phần mở đầu nha Được chưa đấy là hiểu bài rồi nha đây này bấm cái này nó lẻ tuê lẻ tuyết này lẻ tuét lẻ tuét này thì để nguyên còn cái gì nữa Chỉ chép cái đống này vào để có mà mà mà, mà mệt thêm <laughs> đúng <không> nhỉ <laughs> rất đơn giản rồi như vậy cả lớp đã hiểu bài rồi nha tiếp tục đi giờ tiếp tục làm được rồi giờ làm thầy bài hai coi được chưa làm bài hai con trả lời cho thầy nha được chưa bài hai tiếp tục lại là tìm ít học cái chương này vui lắm toàn tìm ít mục đích cuối cùng là cũng chỉ để tìm ít cuối cùng À, thực ra bấm thì không khó Bấm thì cuối cùng ai cũng biết bấm Quan trọng là không bấm mà vẫn ra kết quả Vẫn nhầm đến đấy mới gọi là tư duy chứ Đúng không? Chứ để bấm thì bằng người ta Được chưa? Rồi Nhầm luôn Nhầm cũng được hoặc là bấm luôn Nào bây giờ học, học đổi đi 64 à? Cái này quen quen nhờ Trong đầu 4 mũ 1 bằng 4 4 mũ 2 16 4 mũ 3, 64 À đúng rồi, 64 Rồi, hoặc có thể ghi là Lốc cơ 4 của 64 Bằng 3 đều ok Có hai cách đúng không B À thôi câu B thầy gợi ý trước Câu B nha Câu B chỗ này 1 phần 9 thì Để cái 1 phần 9 nó cứ phân phân Nó cứ xấu xấu nào ấy Các em lên để về các cơ số nguyên tố Hoặc là các cái cơ số nó nguyên nó đẹp ấy Thì chỗ này chúng ta sẽ có 9 mũ trừ 1 như vậy là 9 mũ trừ x Còn 81 thì Cháu em nó cũng biết được là 9 bình phương rồi Như vậy hẳn là X bằng âm 2 <laughs> Âm 2 Đấy, đấy là mình nhầm Còn mình thích mình bấm lốc 1 Lốc cơ 1 phần 9, 81 Âm 2, đi về Nhất đơn giản C 5 mũ gì bằng 1 Ở Cái này hay gặp lắm rồi nha Chúng ta biết là A mũ 0 thì bằng 1 Vậy chỉ có 5 mũ 0 với bằng 1 thôi Được chưa? Các em bấm luôn À nhầm ừ. luôn cũng được X bằng 0 hay chính là lốc cơ 5 của 1 bằng 0 Và đây là lý do tí nữa chúng ta sẽ chứng minh được cái công thức đó là Lốc cơ A của 1 luôn bằng 0 đấy Đấy, đó là thế Cuối cùng, hai mũ x bằng âm 5 Bạn nào cho thầy ý kiến về câu này? Bạn nào cho thầy ý kiến về câu này? Bạn nào cho thầy ý kiến về câu này? Được chưa? Câu này bạn có ý kiến gì không? Câu D Bạn nhầm hay là bạn bấm vậy? Nhầm nó trả ra <laughs> Âm 5, úi rồi Chúng ta biết là giá trị của A mũ x là luôn dương Là dương quá Bây giờ tự nhiên cho âm vào đây là vô duyên <laughs> Vô duyên Nếu các em cố tình bấm lốc cơ 2 của âm 5 Máy tính nó sẽ tắt vào mặt em Nó sẽ báo là Mát error tức là bạn bị mát dây à hay là bạn bị dồ à <laughs> nó bảo là mát en chứng tỏ là bạn bị mát rồi được chưa câu này không cần bấm được chưa bấm là bị mát rồi câu này x thuộc rỗng vì biểu thức mũ luôn dương làm gì có âm để mà giải nữa hay vế nó nghe được vô duyên đúng chưa vô duyên được chưa không tồn tại không tồn tại đừng cố bấm nhá thích bấm cho vui được bấm thì máy tính nó chửi ở mặt mình <laughs> <laughs> bấm cho nó vui được bấm đi bấm thử đi được được sự bấm đi kính mời các em như vậy là đây thích thì bấm lại nhìn vào đây đứa nào không biết bấm nhìn lại vào đây đây nha được chưa tôi, tôi 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 mà còn cẩn thận quá thể rồi nha làm gì có ai cẩn thận hơn nữa đây nha không biết bấm thì nhìn lại vào đây đây nha được chưa xong nhá không có gì để mà chăn chối nữa nhá giời rồi đây đến lượt bấm cái này Ôi dồi ôi, mát Enzo mày bị dồ à Rất đơn giản, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ số 2 Theo sự gợi ý của thầy Từ đó chúng ta dẫn đến định nghĩa về logarit Các bạn và kem thân mến Để giải quyết bài toán A mũ alpha bằng B Muốn tìm cái mũ alpha này người ta đã lấy loga từ trái qua phải và người ta đọc là lốc hạ đầu nhầm loga rít, cơ số a của b về sau so, em đọc ngắn giống thầy thôi đó là lốc cơ a của b hoặc là loga cơ a của b cũng được đọc nhiều chữ mỏi mồm lắm chứ có cái tác dụng gì đâu được chưa đây alpha đây chắc chắn a là cơ số lên chắc chắn phải dương khắc một trong chương trình học của chúng ta không xét cơ số âm nhé thực ra là có thể xét đến nhưng mà trong chương trình học của mình không học cơ số âm và cái thứ hai biểu thức trong loga lúc nãy chúng ta vừa tính loga xong em có thấy lúc nãy bấm loga của số âm là nó chịu luôn đấy là nó bảo mình dồ luôn đấy đấy trong loga b này này cũng sẽ phải là một số dương như vậy alpha bản chất là nghiệm của phương trình a mũ alpha bằng b thì nó gọi là loga cơ a của b Nhất đơn giản loga đẻ ra từ cái việc giải phương trình mũ mà thôi Hiểu chưa? Đấy bây giờ ai hỏi để hết mất gốc rồi nha Em cứ lấy lại ví dụ giống như từ thầy ấy. Em cứ học bắt trước từ thầy Là người ta hiểu hết Không có loga của số âm Số không cũng không có Chỉ có số dương thôi Chương trình học của mình chỉ có dương quá thôi Còn cô cô là, là không có Chịu chưa Sang tính chất được rồi <laughs> Sang tính chất Cho hai số dương A và B Trong đó A là cơ số dương khắc 1 chúng mình có đây cả lớp nhìn bảng đây là công thức quan trọng nhất của bài toán loga cơ a của a mũ alpha thì a a này giống nhau cùng cơ số a chúng ta hiểu thầy cho chúng ta hiểu với nhau theo kiểu là em giờ em triệt tiêu em gạch bỏ đi nó cùng cơ số a đây là cơ số a này đây là cơ số a này thì giờ em gạch bỏ đi thì nó còn alpha thôi tìm loga bản chất là đưa về cùng cơ số rồi tìm ra cái mũ trên đầu tìm loga bản chất là tìm mũ Thầy vừa nói gì? Nhắc lại xem nào Tìm lô... <laughs> tìm lô bản chất là tìm mũ Như vậy là chỉ cần biến đổi được về cùng cơ số Thì gạch bỏ hai cơ số này đi là xong Thì nó ra cái mũ rồi ơi học làm gì nữa Rồi dễ quá thể này rồi học làm gì Đi về thôi Thì bản chất là tìm mũ Như vậy là muốn học được Loga này tốt là phải xem ngay lại cái bài lũy thừa hôm trước là phải học cách đổi đưa về cùng cơ số thế là thành công còn về sau so, chả có cái gì Và rất đơn giản đấy bạn ăn này rồi ơi có cái gì đâu đúng chưa nhắc đường dẻ được chưa rồi bản chất là đi tìm mũ được chưa? cùng cơ số gạch bỏ thì thôi chú ý một số trường hợp hệ quả sinh ra từ cái ông này loga cơ a của 1 bằng không vì một một là a mũ không mũ nó là bằng không à, sao tiếp loga cơ a của a bằng một vì đây là a mũ một bằng một Rồi. đấy tại vì các em không có cách học các em học thuộc như cháu trẻ các em không có cái các em học toàn theo kiểu học gạo nên các em không có được cái lối suy ra thực ra chỉ có một công thức gốc thôi còn tất cả mọi thứ là nó sinh ra từ cái đó mà thôi các em lại cứ bảo thầy ơi hàng mấy chục công thức này làm sao thầy thuộc được nó đẻ ra từ một người thôi chứ đẻ đâu lắm thế được chưa em thì chỉ có một mẹ thôi chứ em đẻ đâu là lắm mẹ thế được chưa nó chỉ có một mẹ thôi được chưa tại vì em cứ nhận vơ nhiều mẹ quá thế nên là em bị đau đầu mà chết nó chỉ có một công thức gốc thôi đẻ đâu ra học không biết cách học chết là phải rồi còn gì nữa đúng không đây là cái cái này vui nè cái này vui cái này thầy thấy vui nhất nè a à, mũ loga cơ A của B thì bằng B Đố bạn nào biết tại sao lại có cái của khỉ này Tại sao nó lại có cái của khỉ này Rất đơn giản Các em nhìn vào công thức gốc ở đây Alpha bằng loga cơ A của B Bây giờ em thay cái alpha này Em bế cả cái cụm Loga này em tống lên lên đầu Thì chúng ta sẽ có A mũ Loga cơ A của B Bằng B rồi ơi thế thôi Nhiều khi học Ở đây tôi đố tôi, 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 đoán chắc trong Mấy nghìn người ở đây thì có khi học thuộc <laughs> Chắc gì biết được nguồn gốc Tại sao lại có công thức này Học thuộc đúng không <laughs> Biết mà nói chúng tim đen Học thuộc nên mới không hiểu rồi. Nó đẻ ra từ cái quả khỉ này này cái quả khỉ chết tiệt này nhét vào đây như vậy là A mũ <laughs> loga cơ A của B bằng b thế còn cái cái gì nữa <laughs> cái quả khỉ này con có hiểu rồi không được chưa như vậy bản chất con chỉ cần gạch bỏ cho thầy hai cơ số a chỗ này đi bản chất vẫn đưa về cùng cơ số như vậy con chỉ còn có b này thôi con cứ nhớ cho thầy như vậy một lần nữa thầy khẳng định lại với các con cách nhớ đó là chỉ cần nhớ cái bản chất loga sinh ra từ việc giải phương trình mũ, các em cứ rút mũ ra để các em phải lấy loga hay vế, các em nhớ là như thế bản chất khi giải Loga người ta sẽ cố gắng đưa về cùng cơ số và ra mũ bao nhiêu thì ôm gần ấy là xong được chưa trong một số cái chỗ khác như là ga nằm ở trên mũ kem cũng sẽ cố gắng đưa về cùng cơ số thì các cơ số thầy trò chúng ta hiểu với nhau là nó sẽ triệt tiêu chúng ta hiểu với nhau như thế là nó cứ giống nhau là nó sẽ mất và chúng ta sẽ chỉ còn đó là b thôi đừng thuộc quá nhá thuộc đấy phải hiểu như thế thì nó mới là học được chưa rồi hết cái quả khỉ này rồi được chưa đấy như vậy là cái quả quan trọng nhất cái quả đây là đây là công thức đây gọi là công thức mẹ đây là công thức mẹ cái quả này đẻ ra từ cái quả này thôi em biết không tại vì cái quả b này cái quả b này trả qua là bế cái quả a mũ alpha tống nó vào đây bản chất là đi tìm mũ có quái gì <laughs> đây là cái đây là cái, 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 cái công thức mẹ này hay còn gọi là công thức tổ mẹ này công thức tổ tức là có công thức tổ mẹ đấy được chưa đấy công thức tổ mẹ nằm ở đây này được chưa rồi thế bây giờ chúng ta dẫn đến việc một số cái phụ trợ của cái này so sánh so sánh thì chỉ cần sử dụng tính chất của loga mà thôi so sánh thì người ta dựa giống y hệt cái chỗ mũ nếu so sánh hai logarit cùng cơ số thì em để ý chia hai trường hợp Em đã học hàm số mũ loga chưa ấy nhỉ? Thôi coi nghiêm chưa học đi. Nếu như a lớn 1, cơ số lớn 1 uh, biểu thức trong loga ông nào to hơn ông nào to hơn thì người ấy thắng. Nhìn thấy chưa? Đó, nhưng nếu như mà cơ số nhỏ hơn 1, cơ số dương nhỏ hơn 1 thì bật lại chiều. Được chưa? Cái ông nào trong loga mà lớn hơn thì tí nữa ông này lại nhỏ hơn. Các em nhớ như thế nhé. So sánh hai cái ruột trong loga một cái là cùng chiều một cái là ngược chiều tính chất mũ và loga thì luôn luôn tuân theo hai trường hợp của cơ số nhớ nhá một cái xuôi một cái ngược chắc là cái này dễ hiểu với các em cái này có thể tự chứng minh được nhá dễ lắm phần này coi như đi qua xong riêng trong trường hợp hai loga cùng cơ số mà bằng nhau thì b bằng c bỏ loga đi hí hí cái này dùng để giải phương trình loga được chưa đó hệ quả Chúng ta còn có một số cái tính chất loga mới nữa mà thầy muốn nói với các em ở chỗ này. Khi a lớn 1, ở đây mặc định các cơ số a à, các cái số abc đều dương hết rồi và cơ số khác 1. Các em nghe kỹ chỗ này để tí nữa làm bài so sánh được tốt hơn. Nếu a lớn 1 thì loga cơ a của b nếu như mà nói mà là một số lớn không thì chứng tỏ b này của em cũng phải là một số lớn 1. Tức là hai số này nó có kiểu dạng là cùng lớn 1 là giống nhau. Và trong trường hợp nếu như cơ số A của em là một số nhỏ hơn 1 và dương Nếu muốn cho loga này dương Thì B này của em nó cũng lại giống nhau Nó cũng là một số nhỏ hơn 1 Chỗ này nhớ chưa nhỉ? Đó, chỗ này rất là hay nhá Các lớp có thể tự lấy ví dụ và tự bấm chỗ này Lấy một số nào đó lấy ví dụ chỗ này sẽ hiểu ngay Chỗ này rõ chưa? Như vậy, từ đây thầy có thể dạy các em một cách nhớ như sau Nếu A và B của em đều là những số lớn 1 thì loga cơ a của b loga cơ a của b chắc chắn là số dương cả lớp có thể tự, tự lấy máy tính bấm thử sẽ thấy đó là dương còn nếu như a và b của em là những số cùng nhỏ hơn một được chưa thì nó lại cùng giống nhau thì chung quy lại loga cơ a của b vẫn dương vậy từ đây bạn nào có thể suy ra hộ thầy khi nào lo âm khi nào thì loga âm nhỉ khi nào loga âm nhỉ đó khi mà a và b của em một người lớn một, người nhỏ hơn một Đấy, kinh nghiệm đặt ra thế Không cần bấm cũng biết Như vậy, à thầy dạy rồi nhá Như vậy là cơ số lớn một thì xuôi chiều Nhỏ hơn một thì ngược chiều Bằng nhau thì bằng nhau A và B Có tính chất cùng giống nhau Thì Loga cơ A của B là dương A và B có tính chất ngược nhau À ngược là âm à, Rồi, hiểu bài rồi, xong Nhiều khi mà nhiều chữ lắm Nhưng mà phải có cách nhớ không có cách nhớ chỗ này rất khó cái việc so sánh được chưa chỗ này cả lớp có thể ghi vào để viết thêm nào bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ làm bài tập qua cái cái, cái của lý thuyết thì xong rồi cái của lý thuyết thì coi như là xong rồi bắt đầu bắt đầu tính với cái này chỗ này chúng ta tập tính bằng tay được chưa bấm máy tính lại để kiểm tra kết quả thôi để xem mình làm đúng hay không chứ không phải là bấm luôn bấm luôn thì thôi tốt nhất đừng học bài này nữa Hiểu chưa? Để cho nó mất gốc dài dài đến khi nào mà ra uh, ra khỏi trường học một thể cũng được. Được chưa? Rồi. Thầy ơi, em đã ghi đâu ạ? À? Tí nữa tính sau. rồi ôi nghe thầy nói thôi là hiểu rồi, việc gì phải ghi, tí nữa ghi lại sau. Câu A bắt đầu. Mấy cái loga này đơn giản nhưng mà làm để lấy kiến thức. Cả lớp thân mến, ai cũng biết 32 hai là 2 hai mũ 5. Đúng không? À đổi về cơ số 2 mà Chắc là các em nhẩm ra được 32 của em là bằng 2 mũ 5 Là bằng 2 mũ 5 Như vậy Đây này, thầy bè cho cái chỗ cái em chỗ này nhá Chuyên mục dành cho người mất gốc Chuyên mục có thể bạn chưa biết Nào Chuyên mục có thể bạn chưa biết Hay chuyên mục này còn gọi là dành cho người mất gốc Nào bắt đầu Theo như thầy đã nói từ đầu Nhiều bạn Nó thông minh rồi, nó y quy vô cực Thì nó sẽ đổi được luôn Tức là thầy hỏi hai mũ mấy Thì nó biết luôn Nhưng mà mình lại phải soi gương lại mình Mình á à, Vừa xấu, vừa kêu, vừa điêu, vừa điệu Mình lại còn là, là, là Ngốc ngốc nữa Đấy, không biết gì Đấy, được chưa? Coi như không biết gì đi Đấy Thế là bây giờ thầy sẽ dạy cho mình cái cách đó là Máy tính nó sẽ đổi hộ mình cái chỗ này Học đổi luôn đưa về cùng cơ số Đấy Thì máy tính có cái chức năng đó là Factor Cái này ai học với thầy lớp 11 ngày xưa chắc phải biết rồi Bây giờ các em lớp 11 thầy cũng dạy cái này rồi Factor Factory Factor Cả lớp bấm À máy tính của em nhá Có máy nó hiện ra chữ phách mà có máy nó không phạch đâu Thế bây giờ em Em, em giúp thầy em em thò cái máy tính ra đây Em gõ 32 Bằng một cái Em gõ 32 bằng Sau đó em gõ ship Chọn độ nhá Ship chọn độ Máy tính bình thường của em em cứ gõ cái này nó ra luôn Đấy là dành trong cái trường hợp máy 570 nhá Bấm 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 Xin mời bấm đi Tự luyện tập chỗ này vì đây là màn hình rồi Bấm bắt đầu 32 ship độ tức là chức năng factor nó hiện ra 2 mũ 5. Còn bạn nào máy tính có chức năng factor ví dụ như Vinacan hoặc là 580 các em vào chức năng ship 6 chọn fact. Cả lớp ghi vào vở. Tôi dạy một lần thôi nhá. Tập mày cố mà làm. Không về sao không ai cứu chữa nổi đâu, thầy mà không cứu nổi trái cứu nổi nữa đâu thật. Được chưa? Máy Vinacan vào ship 6 chọn fact. Phạch một cái, nhập 32 vào đây Còn máy bình thường không cần phạch đấy khiêm phạch một cái xong thì mẹ về sau mẹ nó phân tích hộ em chức năng này là chức năng quan trọng nhất trong toàn bộ cái phần loga này nếu mà nó không đổi được hộ mình là thôi coi như là mình tiệt là bó tay còn em nhầm được rồi thầy không nói nhưng mà nhiều bạn khác bây giờ nó chưa nhầm được thì phải có cái trợ giúp cho nó Thì đấy gọi là chuyên mục dành cho bạn chưa biết bấm đi chưa thầy ơi thu phương hỏi hay thiệt thầy ạ à. nó còn hay giả vờ nữa mà còn hay thiệt rồi chả biết gì cả chán quá rồi em ơi được chưa? Không biết cái gì cả, chán quá. Rồi. Như vậy sau khi các em đã biết rồi thì mọi thứ kết thúc từ đây. Xong rồi, còn học gì nữa? Xong rồi, còn học gì nữa? Thì bây giờ nó mới hiện ra cái này này. Bây giờ nó còn học gì nữa, được chưa? Đây. Các em phạch hộ thầy cái cái phạch cái 729 đi thì nó sẽ là ba lũy thừa 6. Các em phạch cái 125 thì nó sẽ hiện ra là các em nhớ là chỉ tính số nguyên đẹp thôi nhá còn các cái số căn kiếc khác thì em tự thêm vào Thì máy tính nó không phạch hộ em tất cả cả căn cả cả các cái gì khỉ gió gì đâu em phải tự thêm vào đây là nó chỉ gợi ý cho em cách phân tích thôi nếu như em chưa biết làm thì nó sẽ là 5 lũy thừa ba chắc là hết cái để phạch rồi thế giờ chúng ta bắt đầu làm bài được chưa với sự gợi ý như thế này trời ơi vừa hướng dẫn cách bấm xong mà bây giờ là còn hỏi bấm sao vậy thầy Tí nữa xem lại nhá, Thanh An nhá, chịu nhá. Được chưa? 580 em vào xem tự nhìn đi, xem cái chức năng phách ở chỗ nào nó có hết. chức xem có phải chức năng ship chọn độ không? 32 ấn bằng ship chọn độ xem có phải phạch nó nằm ở đấy không? 32 ấn bằng ship chọn độ ấy. Nó ra đấy, được chưa? Còn còn riêng máy Vila thì nó phải phạch riêng thế này này. Được chưa? Em không bấm được á. À? Ôi thì chịu rồi nói thế thôi thì đấy là tại số rồi đấy là chịu rồi được chưa nói cho thế này mà không biết bấm là thôi chịu đấy tại số được chưa phải hỏi hỏi bọn nó chứ hỏi hỏi bạn bên cạnh ấy xong nhá từ đó chúng ta có lời giải bế cái quả hai mũ năm vào đây <laughs> bế quả hai mũ năm vào đây và câu trả lời là bằng 5 <laughs> đi về <laughs> thấy chắc chắn rằng nhiều bạn không giải giống thầy đâu Một là các em bấm một phát luôn mà không biết nguyên lý Hai là các em không thuộc công thức Ở đây nhá, mình học được cả hai Mình vẫn thuộc công thức Mà mình vẫn biết bấm máy tính <laughs> Xịn thế đấy. Thế thế nó mới hay Thầy ơi bỏ học sử luôn để học thầy hay quá Bạn thần Thu Hương Trần Thu Hương thế nên... Thầy ơi 570 không có phách thì sao? Máy của em ES thì nó không có ES về đổi máy, máy to chịu rồi Tôi chịu Máy ES nó không có thật Được chưa? Tiếp tục nha 729 lúc nãy là 3 mũ 6 Bây giờ viết thành 3 mũ 6 Đi về 6 <laughs> Được chưa? Rồi tiếp tục 125 5 mũ 3 nhưng mà do bị vướng cái căn Vướng cái gì kệ nó không quan tâm Vướng cái gì tính sau Cái chuyện đó không quan trọng Chỉ cần nhân thêm 1 phần 2 vào thôi mà Như vậy chúng ta sẽ có 3 phần 2 Vốn nó là 3 3 phần 2 thì nó bằng 3 phần 2 Rất <laughs> đơn giản Việc học chưa bao giờ dễ thế Được chưa này nhá, thầy nhắc lại là không chơi bấm một phát luôn Nếu mà chơi bấm một phát luôn Em ra nói với cô em, cô tát vào mặt Bóp bóp mấy cái lật mặt <laughs> Học là vẫn phải hiểu Mà vẫn biết bấm, thế nó mới học về đúng chứ Chơi bấm luôn thì không giải thích được Thì còn học làm gì nữa. Vừa phải thôi, hôm nay là thầy phải dạy cho từ đầu Được chưa, dạy từ đầu Đấy, cứ làm theo giống thầy Luôn luôn là chuẩn và chắc ăn nhất Không bao giờ sợ bị sai Không bao giờ có chuyện nhầm được Cứ làm theo thầy được chưa? Phải làm theo thầy Được chưa? Cứ làm theo thầy Cuối cùng là D A à, nhìn vào đây, D này Đây là cơ số 9 Đây là cơ số 3 Tất nhiên là phải đổi về cùng cơ số 3 rồi Như vậy 9 là 3 bình Không cần đổi, tại vì chỗ này phạch nó cười ở mặt Chỉ cần biết là 9 là 3 bình Thế bây giờ viết 3 thôi Cái bình nhá à, tòi ra ngoài Và tất nhiên thầy đã dạy rồi 33 giống nhau triệt tiêu chết luôn. 12 bình phương 144 trở đi về 10 điểm. Như vậy là hiểu bài rồi nha. Đấy, nắm được công thức hiểu bài rồi. Được chưa? Xong Mấy chục năm tôi đi dạy, chưa bao giờ có học sinh nào nhá là không hiểu bài. Được chưa nhỉ? Chỉ trừ trường hợp đó là nhà em là ngày xưa là 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 là, là, là... gọi là gì ấy nhỉ? Là, là 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 mất gốc là không được đi học thôi. Được chưa? Trừ trường hợp là em Mua điểm mới mua bằng thôi Ngồi nhầm lớp thôi Còn đâu chưa bao giờ có trường hợp là, là là không hiểu cả Được chưa Không hiểu A à, là cũng chịu luôn Là chứng tỏ là mình là rất nguy hiểm đấy Được chưa Chúng ta chuyển sang phần uh, Quy tắc tính được rồi Được chưa quy tắc tính Thầy ơi 3 mũ 2 bằng 6 đúng không ạ à? Thôi đừng đùa nhé <laughs> Sang cái chương này thầy cấm đứa nào 3 mũ 2 bằng 6 nhá Quay chừng Loga đẻ ra thêm một số quy tắc tính như thế này. Mục đích để cho việc tính Loga được đơn giản hơn. Chúng ta có như sau. Loga của một tích. Với A là số dương khắc 1. B1, B2 là các số dương. Thì trong sách giáo khoa cũng đã dạy cho các em như sau. Loga của một tích thì biến thành tổng các Loga. Đóng khung công thức rõ ràng đàng hoàng vào. Mình càng làm cẩn thận thì có nghĩa là mình càng tôn trọng tri thức, được chưa? đẹp một tí về sau nhìn nó nổi bật lên như thế này này, viết vào vở cũng phải đẹp như thế này này, đấy. thầy làm cứ thế nào em cứ làm giống như thế thế, đóng khung vào nổi bật lên như thế này này, không bao giờ có chuyện là quên được công thức. các em bài trả ghi chữ trả chép chữ xấu như ma, chính vì thế chán trả muốn chán trả muốn nhìn chán trả muốn chấm, bảo sao học nó không vào, đúng không? Sau mỗi bài phải tóm tắt ngắn gọn lại các công thức đàng hoàng Phải đóng khung lồng kính đàng hoàng Đấy mới là tôn trọng tri thức Chứ toàn ngồi sổm hết lên tri thức cả loạt thế kia Bảo sao chả mất gốc Tôi không đùa Đây là sự thật Toàn ngồi sổm lên tri thức <laughs> Bảo sao nó chả mất gốc <laughs> Nhớ là như thế, được chưa? Về nhà cứ làm theo giống thầy, được chưa? hết mất gốc được chưa? Đóng khung lồng kính đàng hoàng vào, được chưa? Tự nhiên chúng ta sẽ thấy hiểu bài được chưa? Trong quá trình học Các em lưu ý công thức dạy là một chuyện Nhưng trong quá trình học chúng ta sẽ làm ngược trở lại Đó là chúng ta có nhiều loga Thì chúng ta sẽ gom lại Thành một loga Khi mà có một loga thôi Thì chúng ta quay về dạng một Đấy là trình tự giải bài toán Nghe cho kỹ được chưa? Chứ không phải là cứ chép ra một loạt Xong không hiểu là để làm gì được chưa? Phải biết là người ta dùng cái chiều nào ứng dụng như thế nào mới là đúng. Người ta thường dùng người ta cho chiều này thì mình phân tích ra chiều kia, nhưng thường đi thi người ta sẽ cho chiều ngược trở lại. Người ta sẽ cho nhiều quả loga thì mình gom thành một quả thôi. Phải nhớ là như thế. Phát biểu thầy vừa phát biểu xong nhá, tích thành tổng. Mở rộng ra, nếu như mà có nhiều các cái B1, B2, BL thì chúng ta tách ra thành nhiều các cái loga này là xong phải chú ý một điều là khi tách ra thì các cái biểu thức trong loga này phải đảm bảo là dương. Thì điều kiện người ta cho em dương rồi. Nhưng nếu như đề bài chưa cho em biết là dương thì có một cái phản xạ đó là em ghi trị đối vào cho thầy. Ghi chú ý. Chú ý này rất quan trọng vì trong rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm cũng như rất nhiều câu trong đề thi đại học người ta đã từng đánh vào chỗ này. Nhiều bạn học sinh không hiểu tại sao nó hỏi công thức nào đúng hay sai không biết. Đọc thì công thức nào đúng nhưng mà khi ta ghi nếu đề không cho B1 B2 dương thì khi tách ra thành nhiều loga phải đảm bảo rằng trong loga phải để trị tuyệt đối mới là chuẩn nhất. Vì khi viết như thế này thì b1b2 của em sẽ cái biểu thức trong loga sẽ đảm bảo là luôn được là dương. Sách giáo khoa có thể họ không nói nhưng mình phải tự biết chỗ này. Chỗ này thầy cô của em cũng sẽ chú ý cho em rồi. Nhất là về sau giải phương trình loga ta phải nhớ khi tách loga có một cái đặc điểm đó là có thể phải thêm trị đối. Nếu như chưa có điều kiện. Nghe kỹ, được chưa? Chỗ này sai là đi thi chỉ có trượt. Được chưa? Chú ý, được chưa? Rất đơn giản. Được chưa? <laughs> sợ thầy sai chính tả <laughs> yên tâm ở đây ai đẻ trước ở đây ai đẻ trước được chưa ở đây cho tôi hỏi thì không phải chứ ở đây ai đẻ trước được chưa tôi người nào đẻ trước người nào nhỉ được chưa <laughs> ở đây ai đẻ trước tôi lại trả bằng tuổi bố mẹ anh chị tôi lại trả đẻ ra anh chị chứ lại còn phải dạy là tôi sai chính tả sợ thật được chưa <laughs> thầy ơi mọi thứ có thể chấp nhận được nhưng mà sai chính tả thì không <laughs> <laughs> nào tiếp tục nha tí nữa tôi sẽ nói cho anh chị biết tại sao rồi xóa nhá ghi cho thầy chú ý ở dưới vào chú ý rất quan trọng đây chú ý rồi nhé nếu đề chưa cho một một b hai dương xong ừ. cái này họ không nói đâu nhưng mà chỉ có thầy thầy mới dạy kỹ cẩn thận thôi còn người ta họ không nói đâu chưa mình phải tự biết đấy Tiếp tục, loga của một thương. Hoàn toàn tương tự như vậy, loga của phép chia người ta biến thành loga của phép trừ. À trừ 2 loga. Loga của phép chia này người ta biến thành phép trừ hai loga, hoàn toàn tương tự. Loga của một thương thì biến thành hiệu các loga. Chỗ này cả lớp có thể nhớ luôn như vậy để làm bài. Một số trường hợp đặc biệt hi hữu, tất nhiên rồi cả lớp cũng phải lưu ý cho thầy một chút đó là nếu trong trường hợp mà người ta chưa cho em đó là à, AB dương các thứ thì em cứ Uh, chuẩn thì em cứ thêm chỉ đối vào cho chắc ăn được chưa nhỉ? Đó, để thầy hướng dẫn thêm như thế. Thì em phải tự biết chỗ đó nhé. Chia này vẫn phải là có thể là vẫn phải mở rộng thêm cái, 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 cái uh, chỉ đối vào. Ở đây có một số trường hợp đặc biệt. Loga cơ A của 1 trên B thì loga cơ A của 1 bằng 0. Người ta bỏ luôn Như vậy người ta viết thành trừ loga cơ A của B. Cần lớp lưu ý. Đây là một số trường hợp đặc biệt. Trừ logo cơ A của B Và đây Chuẩn nhất thì ghi thấy cái này vào để cho nó chắc ăn Nhớ nhá Đây chú ý đây Khổ quá chưa Chú ý đây à, Tôi giải thích lại cho các em biết Tại sao tôi ghi chú ý này Đây là không phải là tôi thử các em Mà là tôi cố tình viết như thế đấy Không phải tôi thử đâu ạ à. Chỗ này ai cũng biết hết Có cái gì mà thử đây là tôi cố tình viết như thế đấy, đấy chưa? Tôi biết rồi nhưng mà tôi cố tình viết như thế đấy, được chưa? Chứ không phải là tôi sai đâu ạ. À? Tôi cố tình viết như thế. Thế tại sao tôi lại viết như thế? Tôi viết như thế thì các em mới tập trung vào bài giảng được. Còn nếu như mà giờ, bây giờ mà tôi không viết như thế thì các em chưa chắc đã tập trung vào bài giảng. Có khi tôi viết bình thường thì có khi các em lại không để ý đâu. Nhưng mà tôi viết như thế này một cái là các em chú ý ngay. Các em chú ý vào để làm gì? Các em chú ý vào để bắt lỗi chính tả của tôi <cười> 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 <Yeah> <cười> <cười> Như vậy là các em đã chú ý Đấy Chứ bây giờ tôi mà lại viết chú ý bình thường Thì có khi là có khi là các em nó không khéo bây giờ các em lại ngủ gật rồi Không khéo là các em lại đi ngủ rồi, các em lại đi tè rồi, các em lại đi đâu chả biết tôi viết như thế này các em không ngủ mà cũng trả tè được được chưa? được chưa thế này các em tập trung các em lại chú ý vào cái việc bắt lỗi chính tả Thì hóa ra tự nhiên là các em lại tập trung vào bài <laughs> chưa nghe bao giờ chưa nghe bao giờ biết ngay mà tôi nhắc lại nhá thầy nó nhắc rồi ải à, đây ai đẻ trước ai đẻ trước mà phải dạy ai đẻ trước Công thức tiếp theo Sau khi đã đi qua loga của một tích và một thương Thì biến thành tổng và hiệu các loga Có chú ý về trị đối Chúng ta nhảy sang mảng công thức số 3 Nếu như trong cái biểu thức loga này có chứa mũ alpha Kem hạ mũ xuống Công thức này gọi là hạ mũ Alpha này kem hạ xuống Hạ xuống Hạ mũ, công thức hạ mũ nhé Chém bay đầu hạ mũ hạ mũ về đây như vậy chúng ta có alpha lần loga cơ a của b và tất nhiên rồi theo như chú ý lúc nãy thầy có nói thì đây loga của một lũy thừa thì người ta tích xuống người ta sẽ nhân cái mũ này với logarit của cơ số tương ứng trong trường hợp đặc biệt nếu như căn bậc l thì cứ tức là b mũ 1 trên l 1 trên l hạ về đầu chúng ta có 1 trên l thật 1 trên l log ab và chú ý đặc biệt cho thầy sách giáo khoa không dạy chỗ này nhưng mà thầy dạy lưu ý này, tại vì chỗ này họ bảo là phải tự viết. Các em hạ alpha xuống, cái B này bên trong này của em cũng chưa biết là âm hay dương đâu. Nếu như đề cũng không cho biết âm hay dương, thầy xin mời các em đó là để lại chỉ đối cho thầy. Nhất là trong trường hợp đó là alpha mũ chẵn. Mũ lẻ là các em không cần chỉ đối, nhưng mũ chẵn chỗ này em bắt buộc phải để chỉ đối. Tại vì một ngày nào đó có một câu hỏi trắc nghiệm, họ bảo là alpha nhân loga cơ a của b không chỉ đối và có trị đối thì các em cần khoanh cái nào đúng hơn thì các em nhớ luôn đúng trong mọi trường hợp thì phải là có trị đối. Còn không cần quan tâm là đề bài có lúc ý là nó có điều kiện dương hay âm hay không. Nhớ chưa nhỉ? Thì luôn luôn trị đối là đúng nhất. Cả lớp nhớ như thế, nếu như trong các câu hỏi trắc nghiệm mà nó có. Nhớ chưa? Tại vì nhiều khi các câu lý thuyết ấy nó không phải là là máy tính hay không mà nó xem các em là có hiểu bài thật sự không. Hiểu không? Thì chưa biết B âm hay dương thì tất nhiên là phải để trừ đối rồi. Đấy, hiểu chưa? Thì nhiều năm người ta đã hỏi chỗ đó rồi, nhiều bạn không hiểu tại sao là nó lại 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 đánh lỗi mình chỗ đó. Mũ chẵn cho thầy nhá, còn mũ lẻ thì thôi được tại vì mũ lẻ thì không cần. mũ lẻ thì B dương rồi thì thôi. Đổi cơ số là mảng công thức cuối cùng. Đổi cơ số là công thức có thể nói là khó nhớ nhất. Được chưa nhỉ? Đó, hạ mũ vừa rồi còn dễ nhưng đổi cơ số là công thức khó nhớ nhất. Chỗ này chúng ta tập trung. Công thức đầu tiên loga cơ a của c nhân loga cơ c của b c c triệt tiêu. Lấy bút gạch luôn. Thành loga cơ a của b, thế là xong. Đấy là mảng công thức đầu tiên trong phần đổi cơ số. Đây đang a nhá, đang c nhá. Được chưa? Đây thì tự nhiên tòi một phát ra chỉ còn có A thôi, C mất rồi. chưa? Từ đây tiếp tục chúng ta rút à, chúng ta còn một công thức nữa trong phần đổi cơ số như thế này. Muốn đổi từ cơ số A sang một cơ số C nào đó miễn là C dương khắc 1 thì người ta sẽ viết log C của B trên cho log C của A. Các em nhớ chưa nhỉ? Đó người ta sẽ viết thành tỷ số tức là thương số của hai loga người ta tự chèn cơ số c tùy thích vào nhớ là b ở trên thì a vẫn ở dưới nhé đó theo đúng trình tự cho thầy nếu bây giờ kem nhân nhân hai cái này dậy kem nhân hai cái này dậy thì các em có thấy đó là khi kem nhân hai cái này dậy thì thầy sẽ có lốc ca nhân lốc ab các em nhìn vào đây chúng ta có thấy a a triệt tiêu không theo nguồn gốc của công thức trên chúng ta sẽ lại thu được đó là lốc cb Uhm, đấy, như vậy hai công thức này thực ra nó là một của nhau, nó là mẹ con của nhau. Công thức này nếu nhân chéo lên thì lại đẻ ra công thức này. À, vui quá, đúng không? Quá vui, được chưa? Nó lại đẻ ra công thức này. Công thức đổi cơ số này là công thức có thể nói là khó nhớ hơn một tí, nhưng về sau làm nhiều sẽ quen. Trường hợp đặc biệt nhất đó là trường hợp nghịch đảo. loga cơ a của b thì bằng 1 trên loga cơ b của a. Vì hai cái này nhân lại với nhau thì nó sẽ bằng log a a bằng 1 Đúng rồi ừ. Và công thức cuối cùng trong bài ngày hôm nay Nếu như chỗ này đang có cơ số là A mũ alpha Thì tí nữa cái alpha này em xử lý em cũng sẽ vứt về đầu Nhưng ra ngoài các em lấy nghịch đảo nhé nó khác với mũ ở đây, mũ ở đây thì đẩy về đầu là xong Nhưng mà mũ này, cái mũ chỗ này thì ra ngoài Các em lấy nghịch đảo cho thầy Đấy, một cái thì vứt ở trên, một cái vứt ở dưới Đúng không? Lấy nghịch đảo Trong trường hợp nếu như có cơ số ở dưới mà nó có chứa mũ Hết chưa nhỉ? Đó, như vậy là thầy đã giải thích cho chúng ta lần lượt từng công thức một để chúng ta biết được cách nhớ, cách hiểu nguồn gốc các công thức. Công thức học xong hết rồi, mày quá. Sợ quá. Rồi, sợ quá, sợ quá. Công thức lắm quá. Nhưng mà bây giờ áp dụng bài tập nhiều là tự nhiên nó thành thạo. Nào, bây giờ cả lớp để ý vào đây, chúng ta sẽ làm tiếp các ví dụ để cho cho chúng ta nắm được cái công thức vừa học. Eo sợ quá, sợ quá ví dụ số 4 Quan sát ví dụ số 4 Chúng ta nhận thấy là có các phép cộng trừ Như vậy chúng ta sử dụng quy tắc tính loga vừa học được Nếu bây giờ bấm từng cái là bó te Bấm từng cái thì vừa lẻ vừa xấu không bấm được Đấy, bấm từng cái eo xấu lắm Bấm thử mà xem <laughs> Làm gì có cơ số 6 <laughs> Máy nào nó đổi về cơ số 6 <laughs> Bấm từng cái thì xấu không bấm được Chính vì thế là phải dùng quy tắc là thế Nào Cả lớp thử tự làm đi xem có làm được không <laughs> Câu đầu tiên Lốc 6 Đọc tắt nhanh giống thầy cho nó nhanh nhé Lốc 69 Cộng lốc 64 Thì đây cùng 6 Như vậy là cộng thì chuyển thành nhân 9436 Trong đầu tưởng tượng 36 là 6 bình Khỏi phải bấm Chỗ này à, trẻ con nó biết rồi Thế là kết quả bằng 2 Đi về Nhớ chưa? Đó, đến đây thì em có thể bấm hoặc là gì đấy. Tùy các em, nhưng mà chỗ này nó dễ rồi Lốc 7, 14 Trừ lốc 7, 2 Phép trừ, chuyển thành chia 17, chia 2 Là lốc 7, 7 Lốc 7, 7 tất nhiên phải bằng 1 Tiệp Tục tiệp, tục tiệp Cái chỗ này tởm hơn này Chỗ này cả lớp hết sức lưu ý Tính ra thì dễ nhưng mà biến đổi mới khó Đây là cơ 4 Đây là cơ 0,5 Như vậy chúng ta phải đưa về cơ số đẹp Thì chúng ta đưa về cơ số 2 Chắc là các em đều nghĩ ra 4 là 2 bình Căn bậc 3 của 2 Thì tất nhiên phải là 1 phần 3 rồi 0,5 Thì tức là 2 mũ âm 1 2 mũ âm 1 Còn 8 Tất nhiên là 2 mũ 3 Đến đây chúng ta sử dụng quy tắc hạ mũ 1 phần 3 theo quy tắc hạ về đầu, hạ luôn. Còn cái mũ 2 nhỏ nhỏ này theo công thức ra ngoài là lấy nghịch đảo. Như vậy ra ngoài là phải viết là 1 phần 2. Còn lại cùng cơ số 2, 2, 2, triệt tiêu, chết toi. 3 hạ xuống về đầu, âm 1 lấy nghịch đảo. Như vậy là âm 3 hai hai triệt tiêu chết toi chỗ này ai cũng tính được rồi may quá âm 17 bảy phần sáu xong ok các em có thể lấy máy tính bấm kiểm tra lại nhưng mà làm được như thế này tức là các em hiểu công thức rồi là ok được chưa cuối cùng Sửa cái trong ngoặc trước vì bài này rất nhiều lô chóng cả mặt các em tính trong ngoặc trước lốc 34 nhân lốc 23 thì theo nguyên tắc gạch chéo ở giữa Các em sẽ viết log 23 trước Công thức cuối cùng ấy Log 23 Nhân log 34 33 triệt tiêu Theo công thức cuối cùng thầy có dạy các em Như vậy chỉ còn có log 24 Mà log 24 Thì ai cũng biết Là 4 là bằng 2 bình phương Như vậy là bên trong ngoặc Chúng ta tính ra là bằng 2 Log 1 phần 4 của 2 và các em biết là 1 phần 4 thì người ta viết thành 2 mũ âm 2. Vậy ra ngoài nghịch đảo là 1, tức là âm 1 phần 2. Vậy kết quả đúng là âm 1 phần 2. Đó, như vậy là ta hiểu bài. Đấy, chỉ cần làm được một số bài của thầy mà ổn rồi thì coi như là hiểu bài rồi. Đó, như vậy chúng ta đã nắm được công thức rồi đấy. Chúc mừng, được chưa? Cái này hiểu chưa nhỉ? Đó, như thế là xong. Ví dụ số 4 của chúng ta là kết thúc thành công, cả lớp có thể tự bấm để kiểm tra lại kết quả một lần nữa bấm thì không khó bấm thì em cứ bấm y hệt đề như thế này là xong nhưng mà làm ra như thế nào thì phải phân tích công thức đây cái lớp có thể bấm bình thường giống thầy ở đây cái lớp lấy máy ra đây thầy hướng dẫn cách bấm để kiểm tra lại kết quả đây cái lớp bấm được chưa đơn giản đúng không hai nhá cái số 2 cái lớp bấm ra bằng một đây nhá ai chưa biết bấm đi bấm lại lần nữa đi bấm thì không khó ai cũng biết bấm thôi quan trọng là Muốn lấy lại gốc thì phải xây dựng lại từ từ như thế này này. Đây. Âm 17 phần 6. Và cuối cùng là âm 1 phần 2. Ví dụ 4 của chúng ta là kết thúc thành công. Được chưa? Không thể nào sai được. Để chúng ta chắc cốp rồi không bao giờ sai được. Được chưa? Còn trừ khi em không biết gì cơ. Mai người ta lừa các em chết ngay. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang một số cái lô đặc biệt logarit thập phân, logarit tự nhiên. Log thập phân. Log thập phân là cơ số 10, logarit cơ số 10. Trong trường hợp cơ số 10, họ giản ước họ không thích viết 10, họ viết luôn là log B này. Loga cơ 10 của B họ đọc luôn là log B. Họ viết là LGB luôn ấy. Ở đây có ai học 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 hóa giỏi không? Em sẽ thấy là cái log này dùng trong rất nhiều các cái bộ môn khác. Vật lý này, uh, hóa này, À, lên lớp 12 các em học sóng âm, sóng cơ ấy, sóng âm ấy, sóng âm chương hai, à, mức cường độ âm à, L đấy. Có thấy là cái gì đấy nhỉ? Đấy, có nhớ công thức không? <laughs> mức cường độ âm. Xem có phải không? log y trên y không ấy. Hay là cái gì ấy nhỉ? Để tôi 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 tra lại kiến thức xem nào. <laughs> Để tôi tra lại kiến thức trên Google lâu lắm tôi không xem lại <laughs> Hỏi thầy Toàn xem nào Mức cường độ âm lâu lắm Chả xem lại kiến thức nhớ sai chết Cái <laughs> lớp thử ghi lại cho thầy nào Sóng âm bây giờ đang ôn đến Sóng cơ ôn đến đâu rồi Thì mức cường độ âm Công thức là gì Đấy nó ứng dụng vào trong một số cái bộ môn Ở à, Đây là cường độ âm P chia 4 PR bình Cái này là công suất nguồn âm có liên quan mức cường độ âm u rồi ôi mình nói cấm có sai mình viết một cái mà mình biết là mình làm đúng thế mới sợ <laughs> hóa ra là kiến thức vật lý của mình không đến mức tệ l bằng log cơ số 10 của y trên y không và có đơn vị là ben được chưa còn nếu nhân 10 vào đây thì chúng ta sẽ ra là si deciben trong đó y không bằng 10 mũ trừ 12 v kép trên mét vuông cường độ âm chuẩn Cường độ âm chuẩn Đấy, như vậy tại một nơi nào đó muốn biết Có cái uh, mức cường độ âm Bằng bao nhiêu decibel đấy Nếu mà muốn đổi sang decibel Thì người ta sẽ nhân thêm 10 vào đây à, công thức trong này chắc là đúng rồi 10 lần Cái gì Lốc y trên y không Đấy, cứ hiểu kiểu như thế Đấy, trong vật lý Có cái uh, mức cường độ âm Rất hay Hiểu chưa, Đấy được chưa? Đấy không phải là nó không biết gì đâu, nó còn ứng dụng trong nhiều các cái bộ môn khác nữa. Được chưa? Đấy, đây là sóng âm. Đấy, thấy chưa? Còn chưa hết đâu các bạn. Học cái lốc này nó còn để tiếp tục là còn so sánh được Ai học hóa giỏi không? Tôi bắt đầu tôi thích môn hóa đây. Hãy cho tôi biết lại cách tính pH của dung dịch hãy cho tôi biết lại cách tính pH của dung dịch. May nhá, trong một số cái câu hỏi bài toán thực tế, em nên nhớ là rất nhiều năm trong đề thi người ta lồng các bài toán lý hóa hoặc tự nhiên vào. Tự nhiên người ta cho cường độ âm vào, người ta cho độ pH vào. Rồi người ta cho độ phân rã của phóng xạ ở trong cái chương đằng sau cuối lớp 12 trong vật lý đấy. Người ta cho rất nhiều các bài toán có thể có mấy cái mấy cái lốc mấy, mấy cái lăn lông lốc như này. Mấy cái lốc mấy lê pe mấy cái gì gì người ta rất hay cho vào. Đó, ai cho biết lại cách tính độ pH nào? Được chưa? Độ pH. Độ pH được tính bằng công thức sau. Chỗ này bây giờ không cần để tra Google lại vẫn nhớ. Trừ logarit cơ số 10 của lồng độ H+. Cộng. Đó. Như vậy trong dung dịch chúng ta chỉ cần tính được lồng độ của H+. Cộng. Chúng ta thê vào đây, các em bấm trừ lớp cơ số 10 là làm sao pH lớp 11 bây giờ nó học cái này rồi. Lớp 11 chẳng qua nó chưa học lớp thôi Nhưng mà các em vẫn có thể bấm được nhé Các bạn lớp 11 vào đây ghi nhớ cho thầy để chuẩn bị nếu mà còn ôn thi uh, học kỳ 1 Bắt đầu Ví dụ Cho dung dịch axit chlorhydric Có lồng độ 0,1 mol trên lít Và axit H2SO4 sulfuric Loãng có lồng độ 0,01 m Hãy tính pH của các dung dịch này bằng bao nhiêu chúng ta trả lời theo công thức ta có như sau pH của dung dịch 1 chúng ta có trừ logarit của nồng độ H cộng trong này, HCl của chúng ta phân ly ra 1H cộng và 1Cl trừ nếu phân ly này em biết là cái này là điện tan tốt, điện ly mạnh nên cái này là 0.1 thì cái này cũng 0.1 vậy chúng ta sẽ có trừ logarit 0.1. Và các em đã biết là 0.1 thì chúng ta viết thành 10 mũ -1. Theo công thức loga -1 hạ về đằng trước, trừ trừ là mất. Như vậy chúng ta còn đúng có lốc của 10. Mà đây lại là cơ số 10 rồi, như vậy là chúng ta còn đúng 1 đơn vị là pH của dung dịch đầu tiên bằng 1. -1 hạ về đây đúng không? Cái chỗ này có gì khó đâu? -1 hạ về đây. Như vậy là chúng ta sẽ được lốc cơ số 10 của 10 bằng 1. Tiếp, pH của dung dịch thứ hai Uh, do axit H2O4 của chúng ta phân ly ra 2H cộng và SO4 hay trừ phân ly chúng ta giả sử là hoàn toàn thì đây 0.01 thì đây là 0.02 thực ra axit H2SO4 không phải là phân ly hoàn toàn 100% không phải điện li mạnh hoàn toàn đâu cái H HCL của em thì nó mới tan tốt điện ly mạnh, nó mới phân ly hẳn một chiều cơ. Còn cái hso 4 này của em thì nó có hai mức. Lần đầu tiên nó phân ly ra một H cộng và HSO4 trừ. Lần sau nó phân ly tiếp ra H cộng và SO4 hay trừ. Được chưa nhỉ? Đó. Thì trong đó có một cái mức phân ly là hơi thấp một chút. Các mức phân ly khác thì đều coi như là hàng số phân ly là vô cùng tức là coi như là là tan tốt điện ly mạnh 100%, nhưng H2O4 có một mức phân ly mà nó chỉ khoảng là 10 mũ 2, 10 mũ 3 gì đó thầy nhớ là thế. Tức là nó có một mức nào đó phân ly hơi ít. Thực ra không hẳn đâu. Nó không hẳn là không không 02 đây là theo đây là theo quy ước tức là theo làm tròn thì coi như là phân ly một phát ra 2H+. Chứ thực ra H2O4 này phân ly là hai mức mà mỗi mức của nó không phải là đều mạnh vô cùng đâu có một mức là yếu à không phải là yếu mà là là vừa vừa hằng số của nó khoảng 10 mũ 2 các em có thể tra tài liệu sẽ thấy điều này như vậy ở đây với sự giả định là phân ly hoàn toàn thì chúng ta sẽ có trừ logarit 0,02 chỗ này thì không bấm không biến đổi được về cùng cơ số thế nên là cả lớp phải bấm máy tính thôi máy tính có cái lốc cơ số 10 này luôn nằm ở cái phím uh, phím phím gì đấy này để có hết lốc đây này trừ logarit có hết lốc trong máy tính hết đấy đây này lốc lốc không ghi gì là og này trong máy tính có hết các em thử thể tự tra nhé trừ logarit không phải hai và chúng ta sẽ có kết quả là 1,6989 sắp xỉ 1,7 sắp xỉ 1,7 rồi Một số bạn nếu mà kem để ý Mà người ta có hỏi trong một số câu hỏi trắc nghiệm 1,7 Thì có thể là người ta sẽ hỏi các em thêm về POH POH có hiểu không nhỉ? Đó POH Thì các em nhớ cho thầy kiến thức sau Nhìn bảng Kiến thức sau cái này học về logarit rất là hay trong cả môn hóa nữa Thì chúng ta có tích nồng độ Chúng ta nhìn sang đây Tích nồng độ ion H cộng nhân với OH trừ Tại điều kiện nhiệt độ nếu như không đổi Ví dụ nhiệt độ phòng 25 độ C Thì bằng 10 mũ trừ 14 Đây là KW Đây là tích số ion của nước Tại điều kiện 25 độ trong điều kiện nhiệt độ phòng Nếu như, thực ra nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ thôi Nhiệt độ mà, nếu mà coi như nhiệt độ không đổi đi Thì cái tích này coi như là không đổi rồi Từ đây, người ta rút ra logarit hay vế logarit hay vế cơ số 10 hay là trừ logarit hay vế cũng được. Trừ logarit hay vế h cộng nhân OH trừ. Thì chỗ này chúng ta sẽ có trừ logarit cơ số 10 của 10 mũ trừ 14. Và các em sẽ tách ra theo công thức thì lốc của một tích thì thành tổng các lốc như vậy chúng ta sẽ có đó là Lốc h cộng trừ lốc H cộng và trừ lốc OH trừ. Cả lớp xem đúng chưa? Bên này nhân bằng 14 luôn tại vì hạ 14 này xuống lốc 10, 10 bằng 1 là 14. Mà trừ logarit H cộng thì chính là pH. Và tương tự trừ logarit OH trừ thì tức là pOH. Như vậy cả lớp để ý kỹ nhé, không nhầm công thức này. Như từ đấy chúng ta sinh ra cái này bằng 14. Chúng ta hoàn toàn chứng minh được. Học logarit rất có lợi trong nhiều trường hợp. Đó là em sẽ chứng minh biến đổi được các công thức này. Nhiều bạn na à, nó học thuộc cái này mà nó chả hiểu tại sao, <laughs> nó có chứng minh được đâu. <laughs> Chúng ta có thể chứng minh được pH cộng pOH là luôn luôn bằng 14. Như vậy muốn tính pOH chẳng hạn của các dung dịch này, các em có thể lấy. Thí dụ như cái ông này này, pOH tương ứng của nó sẽ bằng là 13 chẳng hạn. Đấy, đấy là lý thuyết về à, pOH. Được chưa? Rất đơn giản. Hoặc là chúng ta có thể có một số cái dung dịch khác à, NaOH NaOH chẳng hạn NaOH 0, uh, 001 M Được chưa nhỉ? Đó, bây giờ POH của nó bằng bao nhiêu? Thì em có thể tính được luôn Thì chúng ta có uh, à, 0,001 Cả lớp sẽ đổi nhanh chóng thành 10 mũ trừ 3 mol trên lít. Từ đó pOH của nó bằng trừ logarit của lồng độ OH. Và chúng ta sẽ có trừ logarit của 10 mũ trừ 3. Tất nhiên cả lớp sẽ nhẩm nhanh ra luôn. Chả cần bấm cũng biết vì thầy đã đổi thế này rồi. Là chúng ta sẽ có ví dụ nhé. Đây là ví dụ thôi. Thì nó sẽ bằng là trừ 3. Đây là bằng 3. Và từ đây cả lớp dễ dàng suy ra được pH của dung dịch là ở aOH này chúng ta nhẩm được là bằng 14 trừ đi 3 là bằng 11. Đấy, như thế là xong. <laughs> Rất đơn giản. Thì nhờ vào logarit này chúng ta đã chứng minh được các công thức liên quan đến uh, uh, độ pH. Đấy, được chưa nhỉ? Chúng ta có thể tính được cả pOH nữa trong trường hợp nếu như đề cho NaOH. Được, được không nhỉ? Đó. Tính cái này không khó quan trọng là hiểu công thức thôi. Có lớp hiểu chưa nhỉ? Đó rất đơn giản thôi. cũng biết cách tính chưa? Xong nhá. Tự nhiên học một thì được cả hai. Sướng <laughs> chưa? Đó. OK được chưa? Rất đơn giản. Rồi thầy xóa chỗ này nhá. Đấy như vậy là thầy đã chỉ ra cho chúng ta không chỉ trong các cái bài toán này mà em có thể để ý thấy là trong các cái bộ môn khác, lý hóa rồi khoa học tự nhiên, vân vân. Thì cái Loga này có cái ứng dụng rất là quan trọng Đó chúng ta hiểu được nguyên Nguồn gốc, nguyên lý của nó thì sẽ giúp cho chúng ta nắm được các cái kiến thức khác cũng được tốt hơn rất là nhiều. Công nhận chưa? Đấy, học đấy đi đôi, đôi vi hành thế. Tiếp tục. Rồi, ngoài ra còn một trường hợp nữa đó là logarit tự nhiên. Logarit Lepe do nhà bác học, do do nhà toán học Lepe. Đó là logarit cơ số E. Cơ số E người ta cũng không ghi, người ta viết luôn là l của B và đọc là Logalipe của B. Thực ra số E cũng chỉ là một số vô tỷ thôi, cả lớp có thể lấy máy tính bấm. Cái số E này nhớ là nó nằm ở cái trụ số Pi ấy. Cái em bấm uh, alpha E thì nó sẽ hiện ra là 2,7182, nó chính là kết quả của cái giới hạn 1 cộng 1 trên N, mũ N. Khi nào tiến về vô cực, cái này thì em cũng không cần quan tâm đó là cái gì. Cái này em cũng không cần quan tâm đâu. Thực ra thì cái này bạn nào có thời gian thì để ý thêm cũng được Còn chỉ cần biết đó là E là một cái số Sấp xỉ 2,7182 là xong Rồi đây là hai trường hợp đặc biệt Đó là cơ số 10 và cơ số E Các lớp lưu ý cho Lốc lê pe đọc, đọc giống thầy chỗ là ngắn Đọc logarit dài lắm được chưa? Đọc lốc lê pe cho nhanh lốc lê pè. Hoặc là nhiều bạn còn đọc là len cũng được Len b cũng được Len b hoặc là lăn b cũng được lăn lông lốc đấy cứ đọc lăn lông lốc thế là xong lăn lông lốc một cái là lăn và cái là lốc thì gọi là lăn lông lốc xong đọc thế là dễ nhớ được chưa Các lớp có thể bấm máy tính em sẽ thấy nó hiện ra cái giới hạn của cái dãy này này được chưa em thử cho 10 mũ 10 vào em sẽ thấy nó hiện ra là 2,71 đây là một kết quả cực kỳ đặc biệt <laughs> nhưng mà các em thì cũng không cần quan tâm quá được chưa nhà e này 2,71 cái lớp lấy máy tính bấm ra để biết ngay nhá Ví dụ tính các cái lốc khác người ta có thể sử dụng công thức đổi cơ số Loga cơ 2 của 3 người ta có thể đổi sang cơ số 10 Người ta sẽ viết là lốc 3 trên lốc 2 1,584 Đây là cách tính loga ngày xưa Khi mà người ta chưa có cái cách bấm loga này Thì người ta sẽ bấm cách này Đây là đổi sang cơ số 10 Hoặc là đổi sang cơ số E Các em dùng công thức này em sẽ chứng minh được Là cái công thức đổi cơ số lúc lẽ của chúng ta là đúng Các em có đổi sang cơ số nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn không đổi. Một ngày nào đó, đề thi sẽ cho em hãy so sánh hai phân số này thì chúng ta trả lời thực ra là bằng nhau. Không cần bấm biết. Được chưa? Không cần bấm. Vì đây là đang theo công thức đổi cơ số. Thì cả lớp sẽ lắm được là cái này đúng là bằng nhau thật. Đấy là chúng ta đã hiểu nguyên lý là tại sao chúng ta lại có được điều đó rồi nhé. Mọi lý thuyết chấm dứt từ đây. Các bạn và các em thân mến có thể nói rằng là học lý thuyết thực ra uh, là một điều cần thiết Không nên bỏ Vì nếu mà các em bỏ qua nhiều cái quá thì các em sẽ bị mất gốc thật Quan trọng khi học lý thuyết các em cần phải tóm tắt, ngắn gọn lại các kiến thức đã học Có cách nhớ dễ hiểu cho mình và ghi chú, ghi chép nó đó lại, đóng khung cho đàng hoàng vào Đó, thì thực sự nó mới nhớ lâu được Chúng ta đến với dạng bài tập 1 tìm điều kiện để cho loga có nghĩa. Về mặt phương pháp, các em đã biết là chỉ cần đặt điều kiện cho B của em là dương. Còn cơ số A thì bắt buộc phải là dương khắc 1. Bài 1 chúng ta có 4 câu tiêu biểu như thế này. Mỗi một dạng thì chúng ta cố gắng làm ít nhất đến 1, 2 bài nhá Có 4 dạng thôi. Cố gắng làm nhé. Đây chúng ta có 4 câu như thế này. Thì các câu này thì cho phép em có thể bấm máy tính trợ giúp. Bản chất em chỉ cần đi giải những cái này là dương là xong thì cả lớp lấy máy tính bấm đi chỗ này thầy cho phép. Thì chỗ này thầy sẽ đọc nhanh kết quả. Cả lớp làm luôn đi, những câu này là thi bài nào thầy dạy đều có trong thi hết. Nhớ nhá, thầy đã dặn câu nào đều có trong thi hết. Thi học kỳ, thi đại học, thi gì có hết. Không bao giờ người ta thiếu những cái dạng này. Câu A trước. Loga cơ 2 của một chữ x bình muốn có nghĩa thì một chữ x bình là dương cả lớp giải ra có thể tự giải bằng tay hoặc lấy máy tính bấm được. Thì chỗ này x của chúng ta sẽ là trừ 1 đến 1. Nhanh chóng các em sẽ có kết quả. Đấy, các em viết thế này thôi được. Câu B. Loga cơ số pi. Pi kệ lắm. X bình cộng 3x trừ 4 muốn có nghĩa. Các em giải cái bên trong này dương. Chỗ này em có thể giải bằng tay kẻ trục xét dấu hoặc lấy máy tính bấm thoải mái nhé. Thầy cho phép. Chỗ này thì bấm kiểu gì cũng được. Các em đọc cho thầy kết quả luôn. kết quả của chúng ta như sau Chúng ta lấy máy tính bấm cũng được hoặc là gì đó Thì bài chỗ này chúng ta xét dấu trong trái ngoài cùng nhé Thì chúng ta sẽ có x nhỏ hơn âm 4 Hoặc là x lớn hơn 1 là xong Đó thì đấy là câu B Các lớp có thể tự bấm chỗ này nhé Được không? C Loga cơ số 1 phần 3 của x mũ 3 cộng x bình trừ 2x Muốn có nghĩa thì em giải cái này dương Uh, máy 580 của em nó hỗ trợ chỗ này tính ra rất là tốt rồi Đúng không? Bắt phương trình bậc 3 có bấm được luôn Bấm thử nhé Đó chỗ này bấm được luôn Hoặc là sẽ giấu được tùy ý các em Thì chúng ta sẽ giải ra đó là Trừ 2 đến 0 Hợp với là 1 đến dương vô cùng Chức năng này có ở trong máy tính 580 Có đấy bất phương trình bậc 3 có hết rồi Và cuối cùng Là bạn nào mà có luôn 580 em bấm luôn bắt phương trình bậc 4 cho thầy luôn x mũ 4 cộng với 5x bình trừ 6 lớn không? Ở đây các em có thể giải bằng te, nếu mà giải bằng te bình thường thì giải thế này. <laughs> Do 1 cộng 5 là bằng 6, 6 trừ 6 là hết. Nên theo VS thì chúng ta sẽ có đó là x bình bằng 1, x bình bằng C trên A, tức là âm 6. Cái này loại không thể âm được Như vậy chúng ta nếu mà giải dấu bằng thì chúng ta sẽ chỉ có cộng trừ 1 Xét dấu chúng ta có trừ 1 đến 1 Hệ số A của chúng ta là dương Xét dấu bình thường dương âm dương Như vậy bài này chúng ta sẽ bỏ cái này đi là xong Đấy là giải bình thường Cả lớp có thể giải bằng tay xét dấu giống thầy Hoặc là bấm luôn máy tính 580 đều có cái chức năng này hết rồi Được chưa nhỉ? Đó, như vậy là chúng ta sẽ có ngay đó là x nhỏ hơn trừ 1 hợp với x lớn hơn 1. Đó, phần tập xác định là nó chỉ cần làm được thế thôi là được. Có lẽ hiểu chưa? Rồi, thầy đi qua nhanh chỗ này nhé. Một số trường hợp đặc biệt hơn. Nếu một vài ngày nào đó mà các em gặp một biểu thức loga mà người ta lại có cơ số chứa biến ở dưới trường hợp này các em ít thấy nhưng mà vẫn có thể có chứa biến. Thì các em đặt cho thấy thêm điều kiện cho cơ số nhé. Đó là về sau trong phương trình loga có thể sẽ xuất hiện cái này. Thì chúng ta sẽ đặt điều kiện cho cơ số dương khắc 1. Như vậy chúng ta có hai điều kiện như sau. Thứ nhất, x 3 của em là dương khắc 1 và x bình 4 là dương. Cả lớp giải được x lớn hơn 3 và khắc 4. Còn cái dưới thì cả lớp giải được đó là x nhỏ hơn trừ 2 hợp với x lớn 2 chỗ này thì đơn giản rồi sau khi kết hợp để lấy phần chung thì x lớn hơn 3 x lớn 2 cả lớp sẽ chọn cho thầy luôn là x lớn 3 có cái phần âm này bỏ luôn này cái này nhẩm nhanh nó ra luôn x lớn 3 và khắc 4 là xong đấy là câu A cả lớp hiểu chưa đó chỗ này nhẩm nhanh một tí bạn nào thích thì kẻ trục ra câu B cơ số x của em dương khắc 1 7 trên cho 3x 2 là dương Như vậy chỉ cần 3x 2 là dương Thì x lớn hơn 2 phần 3 X lớn không X lớn hơn 2 phần 3 Các em chọn lớn hơn cho thầy Vậy các em có nghe x lớn hơn 2 phần 3 X khác 1 Các em viết giống như thầy là ngắn gọn nhất Đó đây là thầy mở rộng thêm Trong trường hợp nếu như cơ số chưa biến Dạng 1 của chúng ta chỉ cần như vậy thôi Đó thế là đi qua xong đó, ôn cho đầy đủ nhé, đã học thì học cho đầy đủ Dạng số 2 là tính giá trị của biểu thức loga và rút gọn Đấy, cái dạng này chúng ta tiếp tục uh, uh, sử dụng công thức thầy đã dạy này Các cái này bây giờ ta tính nhanh được rồi Các cái này bây giờ tính nhanh được rồi Các em có thể tự tính nhé Hoặc là rồi lấy máy tính bấm kiểm tra lại Chỗ này chúng ta chữa nhanh như sau Thứ nhất, loga cơ số 1 phần 2 của 4 các em có thể đổi 4 thành 2 bình Hoặc là bạn nào thích Có thể đưa về cơ số 1 phần 2 Đều ok Thế thì 2 viết thành 1 phần 2 Thì 1 phần 2 mũ âm 2 Kết quả là âm 2 Đây là mình thích thì mình viết cơ số 1 phần 2 thôi Chứ bình thường các em có thể đưa về cơ số 2 B 1 phần 27 Thì là 3 mũ trừ 3 Kết quả bằng chữ 3 C 8 chúng ta có thể viết thành 2 mũ 3 Nếu ai thích đưa về cơ số 1 phần 2 Thì là 1 phần 2 mũ trừ 3 Kết quả là trừ 3 Rất nhanh Khi chúng ta hiểu bài rồi chúng ta sẽ thấy rất nhanh Và cuối cùng là D 3 mũ 2 lần loga cơ 3 của 5 Thì cả lớp sẽ để cái 2 này ra ngoài Thì 3, 3 này nó triệt tiêu Cả lớp làm theo nguyên tắc thầy đã dạy Đưa về cùng cơ số thì chúng ta sẽ thấy 33 triệt tiêu chúng ta sẽ chỉ còn có 5 bình là 25. Bài số 3 là xong. Bài tập số 4 hoàn toàn tương tự, chúng ta có thể nhẩm rất là nhanh các cái này. Câu A. 1 phần 8 chẳng hạn là 2 mũ trừ 3. Vậy kết quả là trừ 3. Đấy, chỉ có nói như thế thôi, không cần phải nói thêm gì nữa. Nói thế là hiểu rồi. Bằng trừ 3. 1 phần 4 đổi về 2 mũ âm 2 Ra ngoài là âm 1 phần 2 Kết quả bằng âm 1 phần 2 Rất đơn giản Nhớ là những câu này cả lớp có thể tự làm đi theo công thức này ra hết rồi Đây là thầy hướng dẫn nhanh C Căn bậc 4 Thì viết thành mũ 1 phần 4 Tất nhiên kết quả bằng 1 phần 4 Và cuối cùng 0,125 thì chính là 0,5 mũ 3. Các lớp có thể tự hiện được chỗ này nhá. Đó, kết quả bằng 3. Xong. Đấy, bài số 4 cũng đã đi qua. Đấy, coi như là bài tập cái chỗ này bạn nào mà chưa nắm được thì cứ về nhà luyện tập lại là ok hết. Bài số 5 bắt đầu. Đây là những câu của tính mũ, cả lớp tập trung để ý. Chỗ này nhớ là thầy xin nhắc lại luôn là uh, nhớ là bạn nào mà xem lại video này thì các em cứ dừng lại mà các em uh, uh, làm từng câu một để cho nó khỏi mất gốc. Tại vì sau khi mà thầy đã hướng dẫn kỹ các ví dụ ở đầu thì chắc chắn bây giờ các em làm nhanh rồi. Chỗ này thầy xin phép là thầy sẽ nói nhanh hơn một chút. 4. Đổi về 2. Viết là 2 mũ 2. Tí nữa 2 tốt nhất là đẩy ra ngoài ngoặc cho nó nhanh. Như vậy là hai đẩy ra ngoài cho đỡ vướng thì chỉ còn có 3 thôi tại vì 22 2 triệt tiêu rồi. 3 bình là 9. 3 bình là 9. Các em viết 3 bình chỗ này cũng được hoặc là em viết đóng mở ngoặc tất cả bình đều ok hết, thank you hết. 27 Các Em nghe kỹ vào đây nhá, chỗ này thầy nói nhanh tại vì chỗ này mà viết từ từ bằng tay lâu lâu lắm, bây giờ viết từ từ, hiểu một cái là ra luôn mà chỗ này viết từ từ thì không biết bao giờ nó mới xong. Thì chỗ này viết luôn. 27 với 9 thì các em phải đưa về cùng cơ số 3. Vậy chỗ này chúng ta viết thành 3 mũ 3 lốc chỗ này. 3 tí nữa tống ra ngoài cho nó dễ. Còn chỗ này là 9 là 3 bình. Tí nữa là cái bình này các em hạ về dưới theo kiểu nghịch đảo. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 phần 2. 3 phần 2 này các em đưa lên mũ hoặc là các em có thể đóng mở ngoặc tất cả 3 phần 2 ở ngoài cũng được đều ok thì tí nữa 3 3 triệt tiêu chúng ta sẽ chỉ còn có 2 mũ 3/2 tức là 2 căn 2. Được chưa nhỉ? Đó, tức là căn bậc 2 của 8 đây, căn bậc 2 của đây này, căn bậc 2 của 2 mũ 3 là bằng 8 2 căn 2. Cả lớp có thể tự nhẩm được ra chỗ này nhé Nhớ là các cái mũ sau khi biến đổi xong các em có thể đưa tất cả ra ngoài. Thế là xong nhanh nhất. 9 chúng ta sẽ viết thành 3 bình Thì 2 chúng ta đẩy lên đây Cái căn cái cơ số căn 3 này Cả lớp viết thành 3 mũ 1 phần 2 Tí nữa 1 phần 2 ra ngoài nghịch đảo Thì nó lại trở thành 2 Thì hóa ra là chỗ này 2 x 2 nó lại trở thành 4 4 tí nữa cả lớp tống lên mũ Hoặc là cả lớp có thể đẩy ra ngoài ngoặc Thì cả lớp 3, 3 triệt tiêu Chỉ còn có 2 mũ 4 thôi Là bằng 16 Cuối cùng là câu D 4 là 2 bình, 2 đẩy vào đây 8 là 2 mũ 3 27 là 3 mũ 3 Tí nữa cả lớp lưu ý 3 hạ về đầu Còn 3 dưới lấy nghịch đảo Hóa ra hai số 3 này chia hết cho nhau Thế thì chỉ còn nguyên số 2 này thôi Số 2 này vẫn còn thừa nguyên Chả ai làm động đến cả Thế thì chúng ta sẽ có kết quả là còn thừa 3 Và tí nữa cái 2 này Cả lớp sẽ đóng mở ngoặc tất cả mũ 2 ra ngoài cho dễ có nghĩa là 3 bình là 9 Cả lớp nhớ nhé Có ai không hiểu không? Được chưa? Đó, chỗ này là ôn lại kiến thức thôi, không khó Rồi, cả lớp nhớ là tự tay về Khi bạn nào mà xem lại video này Thầy khuyên các em nhớ là sau khi học xong công thức Thì các em coi như đây là các bài tập Các em nhớ làm từ từ cẩn thận trước khi xem lời giải chi tiết nhé Còn ở đây là lời giải đây rồi Bài số 6 thì bài này các em có thể về tự làm nhé. Bài số 6 thầy cho kết quả vì nó hoàn toàn tương tự. Bài số 6 thầy coi như bài tập về nhà. Thầy để lời giải ở đây. Thì các em nhớ về nhà làm bài chỗ này là xong. Nghe là hơi phức tạp đấy nhá, nghe có vẻ lằng nhằng lắm. Em tưởng biến đổi cái logarit này dễ không dễ thật. Lằng nhằng lắm. Đấy, thì cứ biến đổi giống như thầy đã hướng dẫn, thầy để lời giải lại ở đây. Đấy, thầy thầy tạm để lời giải ở đây các em trông hộ thầy nhé Đó, trông hộ thầy mình đi đây một lát thầy để lại lời giải ở đây Cái lớp trông hội thầy nhé tí nữa thầy quay lại thầy lấy đó đấy đây lời giải ở đây nhé kết quả có hết rồi thế là xong bài này hoàn toàn tương tự cả lớp có thể tự làm được coi như khi nào ai xem lại thì đây là bài tập về nhà tiếp bài bảy bài bảy này phức tạp hơn này bài bảy thì nghe thầy chú ý một tí bài này chắc phải làm đây Bài này có rất nhiều loga, cả lớp sẽ gom lại về cùng một cơ số rồi áp dụng quy tắc giống như thầy đã dạy. Câu A trước. Đây là cơ số 1 phần 2. Toàn cơ số 1 phần 2 rồi. Như vậy là rất may mắn. Cả lớp thấy có cái gì đằng trước mà nó cản đường thì cả lớp vứt hết lên mũ cho thầy. Tại vì theo công thức nhá mũ người ta hạ xuống được thì người ta phải vứt lên được. Như vậy, cả lớp vứt cái hai này lên đây. cái lớp tập trung để ý hai này người ta vứt lên đây thành mũ 2 như vậy người ta sẽ viết thành 1 phần 9 các lớp hiểu chưa? đó 1 phần 9 và 3 phần 8 này giữ nguyên đến đây thì người ta chỉ cần nhân lại thì công thức dạy là có nhiều cái thì cũng chỉ gom về một cái thôi cho nó đẹp vậy cả lớp nhân lại cho thầy thì kết quả là lớp 1 phần 2 của 1 phần 12 Cái này để nguyên không rút gọn được nữa Vì 1 phần 12 là không thể tài nào mà viết được về 1 phần 2 được Như vậy khi mà kem có bấm ra hay gì chăng nữa thì rất là lẻ, rất là xấu Muốn làm được cẩn thận mà muốn ra kết quả cuối cùng kem phải biến đổi thế này này Có bấm lên nó ra lẻ thôi Đó, nó lại như thế đấy, sợ không? Được chưa? Câu B Cái lớp để ý cô B cùng cơ số 1 phần 3 rồi nên cả lớp làm hoàn toàn tương tự giống như thầy đã hướng dẫn. Bước 1, cả lớp vứt cái 2 này lên đây. 1 phần 2 này cả lớp cũng tống lên đây. Và tí nữa cái 3 này cả lớp cũng lập phương một phát lên đây là cả lớp thành công đi về 10 điểm thôi. Hiểu nguyên lý rất dễ. Như vậy chỗ này là 6 bình. Chỗ này là 400 mũ 1 phần 2 bản chất là căn đấy. Còn cái này là lập phương. Đây là 36, căn của 400 này cả lớp có thể tính ra là bằng 20. Còn cái này lập phương thì mất căn, may quá. À. Chỗ này sorry một chút, chỗ này là 3 nhé. Rồi. Bây giờ cả lớp gom lại. Thì đây là phép trừ thì cả lớp sẽ chia trước rồi nhân sau. Như vậy cả lớp sẽ lấy là 36 chia 20 rồi nhân gom một phát với 45. Lấy máy tính bấm đến chỗ này sẽ ra 81. 81 là 3 mũ 4 còn 1 phần 3 là 3 mũ trừ 1 Theo nguyên tắc hạ mũ Thì cả lớp sẽ được trừ 4 Đấy Thì đây là cách giải Học nhiều nhưng mà thực ra chung quy lại cách giải chỉ có thế thôi thật Đúng không? Chứ cũng không có gì Thủ thuật cái bùa phép gì ở đây cả Làm nhiều tự nhiên thành phản xạ dạ, thành quen Thế thôi Chứ chứ cứ Đấy nhiều bạn sau khi học xong em sẽ thấy là học xong bài này Em sẽ thấy là bài của thầy sẽ giúp cho em là Không còn mất gốc nữa em sẽ thấy rất, rất dễ thật Tại vì trước đó em chưa có cái phương pháp học Chưa có cách nhớ Em toàn <laughs> nhớ theo kiểu bị đau đầu Mới nhớ theo kiểu tiêu cực kiểu gì ấy. Nhớ mà nó không vui vẻ Mới cả nó không có ấn tượng gì Không có khó mà nhớ được Phép trừ nhá Thành chia luôn 49 trên 343 chia luôn 1 phần 7 1 phần 7 là 7 mũ âm 1 Kết quả là âm 1 đi về D Đây là cơ số 5 rồi Thì cái 1 phần 2 này phải tống lên đây Các phải nghe cách thầy gợi ý nhé Có nhiều cách giải khác nhau lắm Có người lại giải theo kiểu này, có người giải theo kiểu kia Nhưng mà tốt nhất là em cứ làm theo cách của thầy Thầy dạy em nào có thế mà nhớ Thì nó cùng chung thống nhất một cách giải rồi Thì cái 1 phần 2 này em tống lên đây Thì nó sẽ trở thành đó là căn 15 Đến đây câu này nó giống câu này thì cả lớp lấy căn 3 chia căn 15 Thì cả lớp sẽ được 1 trên căn 5 các em đổi về mũ Thì quy tắc đổi chỗ này thì đã dạy các em từ đầu rồi Các em phải nhớ học đổi thật là cẩn thận Thì nó sẽ là mũ âm 1 phần 2 Cả lớp ra âm 1 phần 2 là đi về 10 điểm Rất đơn giản Đấy Còn nhiều khi thực ra là các em khả năng của các em là làm được Nhưng mà các em Một là các em không có phương pháp Các em kiểu như là lười ấy Rồi nó sinh ra sợ Chứ với khả năng của các em thừa sức hiểu được Thừa sức làm được Có điều là tại vì các em lại cứ nghĩ là mình không làm được cái em lại cứ trông em thấy ngại quá em em trông nó sợ thì nó hình thành cái cái thui chột cái bản thân đi nhiều việc khác cũng thế đấy thực ra em hoàn toàn làm được có điều là em làm xong không biết đúng hay sai không biết ai sửa cho mình rồi không có cái người bên cạnh để nó tự tin thế là sợ sợ thì em cũng chỉ bấm được những câu dễ thôi em chỉ em lại phụ thuộc máy tính em cũng chỉ bấm được câu dễ câu khó chưa chắc lúc nào em bấm được đâu thật mà muốn làm câu khó mà lại không học câu dễ thì nghe nó hơi ngang trái Đấy nó lại thế Thế nên là ai đã xác định 8, 9, 10 thì cứ học cho nó cẩn thận đàng hoàng từ đầu đi Được chưa? Học được càng nhiều thì càng tốt Công nhận biết được thêm cái gì thì càng tốt Nhưng mà uh, không được ngại, không được sợ Nhớ chưa? Không ngại là sợ thì cho người khác ăn điểm thôi đấy chưa? Em làm được, em làm được Thầy giảng cái này mà em mà không làm được thì chứng tỏ là 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 là, là, là mình là nguy hiểm lắm đấy. Được chưa? Bài số 8 hoàn toàn tương tự Nói là tương tự nhưng mà thực ra là khó hơn Nào Chúng ta cùng chữa luôn nhé Thầy sẽ hướng dẫn luôn Thầy cho rất nhiều câu đa dạng bài nào của thầy cũng thế Nên không bao giờ là sợ là thiếu bài Chỉ có thiếu người làm thôi Câu đầu nhé Lốc trên lốc dưới Thì rút gọn lốc dưới trước Lốc 7 15 trừ lốc 7 30 thì viết thành log 7, ờ, tất nhiên là 15 chia 30 rồi Như vậy là lốc 7 của 1 phần 2 Chúng ta viết thành 2 mũ âm 1 Cả lớp theo nguyên tắc hạ mũ Thì các lớp hạ mũ 4 về đầu Cả lớp hạ mũ âm 1 về đầu Hai cái lốc 7, 2 này tự động nó xóa sổ, nó triệt tiêu vui thế Chả cần làm gì nữa, triệt tiêu Như vậy cả lớp có kết quả là âm 4 Được chưa? Nhớ là sau mỗi bài có thể tự bấm để kiểm tra lại kết quả nhưng mà kết quả đẹp không sao kết quả xấu là phải tự tay làm ra thì nó mới mới nó mới thích được chưa rồi b cái này đơn giản này theo nguyên tắc thầy đã dạy thôi một phần hai nhảy lên mũ thì thành căn 12 gom luôn tại vì cùng cơ số 5 rồi cứ cùng cơ số là mình mừng rồi nguyên tắc là cứ cùng cơ số là mình mừng lấy căn 3 nhân 50 chia 12 Hãy làm một phát giống thầy, đừng làm nhiều phát Làm một phát duy nhất thôi là nó chết luôn Chỗ này các em lấy rút gọn chỗ này một tí đi Thì nó còn 50 chia 2 như vậy là nó còn 25 25 là 5 bình, kết quả là bằng 2 Dễ không? Dễ C Rút gọn bên trong trước, bên ngoài sau Các em sẽ viết lốc 23 Nhân lốc 34 Thì 33 triệt tiêu cả lớp có nhớ công thức cuối cùng thì đã dạy không công thức mà rút gọn cái b trung gian rút gọn cái, cái trung gian ở giữa nó giống nhau ấy thì còn có lốc 24 lốc 24 cả lớp biết là lốc 24 thì bằng 2 như vậy còn có 1 phần 4 1 phần 4 là 2 mũ âm 2 ra ngoài là âm 1 phần 2 thật công thức dạy là ra ngoài lấy nghịch đảo đấy làm đi làm lại là thuộc xong đấy là câu C câu D cùng cơ số 8 Các em lấy 12 Nhân 20 Chia 15 Cả lớp được Lốc 8 16 16 là 4 Còn 8 thì là 3 Theo công thức hạ mũ Kiểu quái gì cũng sẽ ra kết quả Đó là 4 phần 3 Còn 2 số 2 giống nhau Triệt tiêu chết toi Như vậy là hoàn thành xong rất dễ mai lên bảng hoặc là mai gì ra lớp tự tin kiếm 10 điểm rồi nhá xong bài 9 bài tập về nhà tự làm cho kết quả ở dưới ấy xịn chưa bài 9 tự về nhà làm xin cảm ơn để cho kết quả ở đây bài 9 tự về nhà suy nghĩ tách tách ra thế nào nhá là giải hoàn toàn tương tự thầy cứ làm theo giống thầy bài 9 đây rồi bài 10 bài tập về nhà về tự làm kết quả cho ở dưới Nhớ chưa? Đó. Được không? Đây cho kết quả ở dưới nhá, cố gắng mà làm nhá. Cứ bình tĩnh mà làm nhá. Rồi. Đây bài mấy đấy nhỉ? Đây bài 10. Bài 10 đây. Bài 10 đây nhá, bài 10 đây. Kết quả đâu rồi đấy nhỉ? À, quên kết quả lại, à, lại ghi lại à? Đáp số nó cho ở dưới này. Kết quả đây, quên mất. Ok, rồi, để ý nhá. Rồi. Chúng ta chuyển sang dạng số 3 bắt đầu. Dạng số 3 của chúng ta là bài toán tìm x ở trong cái phần đó là giải phương trình loga thì có một cái phân nhánh nhỏ là có cái dạng này. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải một số phương trình loga cơ bản trước Loga cơ A của X Thì bằng alpha Cả lớp dễ dàng rút được X ra Bằng cách đội mũ lên Đội mũ ngược lên thì chúng ta sẽ có X bằng A mũ alpha các em lưu ý là X trong này của chúng ta chắc chắn phải là dương nhé Đúng không? Nếu như trường hợp người ta cho em cơ số X nằm ở dưới Thì cả lớp vẫn rút ra bình thường Cả lớp vẫn sẽ có đó là X mũ alpha Bằng B nhớ là đội mũ lên từ trái qua phải, thầy dạy thế nào có thế mà làm đấy đội lên này từ trái qua phải này, đấy a mũ alpha thì bằng x này rút cái x này ra thôi. Lúc nãy thì mình hạ xuống bây giờ mình lại mũ lên được mà đúng không? nhớ cái này chứ nguyên tắc thì vẫn cùng giống nhau thôi. Có một số trường hợp em phải đưa về cùng cơ số, thì em sẽ rút gọn bỏ Loga đi. Ví dụ trong trường hợp này thì x của em sẽ bằng b luôn. Giả sử các biểu thức là có nghĩa. Chúng ta áp dụng các tính chất thì chúng ta sẽ làm được bài 11. Đây một vài câu tiêu biểu, đây là phương trình loga cơ bản. Chúng ta sẽ nghe thầy hướng dẫn giải từng câu. Giải loga chúng ta chỉ cần đội mũ lên từ trái qua phải, cứ nhớ theo thầy đã dặn như thế. rồi, từ bài này 6 câu liền. Hai câu cuối là thầy bonus thêm topping ấy để cho nó thêm. Không biết các em có gặp những câu này không nhưng mà thôi thầy cho thêm vào cho nó tăng thêm điểm. <laughs> tăng thêm điểm vào cho nó khó. <laughs> tăng thêm điểm cho nó khó để xem anh nghe nó có lạ hơn không. <laughs> tăng thêm điểm cho nó khó. Bắt đầu. Các em học phân theo dạng ra giống thầy. Rồi chết, chỗ này lộ đáp án này. <laughs> không sao. Chỗ này sorry, lộ đáp án tí. Câu A dễ nhất nhé. Loga cơ 5 của x bằng 4 Thì muốn tìm ra x nhá Chúng ta đội mũ lên 5 là cơ số mà 5 mũ 4 là xong <laughs> đơn giản nhỉ à, Học cái Loga này chính ra dễ phết đấy. 625 Được chưa Cô B Loga cơ 2 của 5 chữ x Bằng 3 thì cả lớp lại rút 5 chữ x ra Bằng 2 mũ 3 Là bằng 8 Như vậy cả lớp sẽ có x bằng âm 3 Đúng không nhỉ? Đó, đội mũ lên theo đúng công thức thầy dạy thôi. Bạn nào học đến phương trình loga thì chắc chắn em sẽ gặp cái chỗ này. Đây. Câu này hoàn toàn tương tự, rút x cộng 2 ra thì bằng 3 lũy thừa 3 bằng 27. Trừ 2 bằng 25. Nhanh lắm những bài này em học có kiến thức rồi làm nhanh lắm. Và câu cuối cùng Loga 1 phần 6 của 0,5 cộng x bằng âm 1 Các em rút 0,5 cộng x ra 1 phần 6 mũ âm 1 thì kết quả chỗ này là 6 trừ đi 0,5 là còn 5,5 Đơn giản chưa? Đó, câu này thầy đi qua nhanh Vì cái dạng này là dạng dễ Nếu trong trường hợp cơ số chứa biến câu E thì sao? Thì câu này theo nguyên tắc đội mũ chúng ta sẽ có x mũ 3 x mũ 3 bằng 27 Nhưng mà chúng ta phải đặt điều kiện một chút Đó là do x là cơ số nên chúng ta chỉ lấy x dương khắc 1 Vậy câu trả lời là x bằng 3. Câu cuối cùng đây. X chữ 1 đặt điều kiện là dương khác 1. X chữ 1 chúng ta đội mũ chỗ này lên. X chữ 1 đội mũ từ trái qua phải thì là bình phương lên sẽ bằng 4. Cả lớp sẽ giải ra hai trường hợp. Đó là cộng trừ 2. Thì cả lớp sẽ có hai nghiệm chỗ này. Một nghiệm là 3 và một nghiệm là âm 1 nhưng mà chỉ có 3 thỏa mãn thôi còn âm 1 thì tất nhiên là chúng ta sẽ loại thì đấy là trường hợp cơ số chế biến cho nên thấy mở rộng nên thêm để nếu bạn nào mà có nâng cao thêm thì các em vẫn hiểu được cái chỗ này nhé bài số 12 cho AB là các số dương các em tìm x các em có gặp cái dạng này bao giờ không trong một số cái bài tập thì có thể là các em sẽ gặp dạng này đó là những cái dạng bài mà rút gọn biểu thức mà nó sẽ có chứa cả A cả B, không chỉ trong lũy thừa trong loga có. Thế thì nguyên tắc để giải các cái bài này nếu mà chúng ta làm theo kiểu là uh, chuẩn chỉ nhá. Thì cả lớp sẽ rút gọn bên tay phải trước. Sau đó đưa về cùng cơ số rồi cả lớp sẽ rút bỏ loga là xong. Thầy có thể hướng dẫn công A trước nhá. Câu A, theo nguyên tắc rút gọn loga thì các em phải vứt tất cả các cái mũ này lên, vứt tất cả các hệ số này lên đây. Như vậy là cả lớp sẽ thu được chỗ này là A mũ 4 và B mũ 7. Sau đó chúng ta sử dụng công thức cộng loga thì chúng ta sẽ viết thành phép nhân. Thì cả lớp sẽ viết là A mũ 4 nhân B mũ 7. Và đến đây cả lớp tự tin trả lời đó là x của chúng ta sẽ bỏ loga đi. Thì đấy, đây là một số cái dạng phương trình loga có chứa hai ẩn AB à hai tham số AB. Đấy thì chúng ta sẽ thu được A mũ 4 B mũ 7. Và sau khi thầy uh, hướng dẫn xong, những câu này là uh, nhiều năm rất hay thi. Nếu mà cả lớp nắm được kiến thức thì chỉ cần một giây, hai giây thì cũng được ra luôn. Tại vì uh, tránh trường hợp không cần phải những câu dễ, không cần cứ phải thử cho số, cho số gì đó là mất kiến thức. Câu B. Hoàn toàn tương tự như vậy, cả lớp có thể xử nhanh được các câu còn lại bằng cách rất nhanh. Đây, A mũ 1 phần 4 B mũ 4 phần 7 thoải mái Và chúng ta được kết quả Đó là A 1 phần 4 B 1 phần 7 Kệ nó để nguyên thế này Nhiều khi nó kết quả của nó là như thế đấy Kệ nó C A Chỗ này như mình thiếu chết rồi chỗ này Thì chỗ, chỗ, chỗ này như là mình bị sai đề bài Loga cơ 5 của À ừ, quên 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 Bỏ bỏ cái dòng này đi nhá, cái dòng này là bị thừa đấy Trong lúc bối rối sơ suất xin phép được lượng thứ Em sang dòng này luôn cho thầy nhá <laughs> Cái dòng này chui tọt ở đâu ra Có 1 phần 2 ở đây nhỉ <laughs> Cái lúc mà copy pet là bị lỗi Chỗ này chúng ta nhanh chóng có A bình phương B lập phương Do dấu trừ lên cả lớp viết thành phép chia Như vậy cả lớp có kết quả đó là A bình phương chia cho B lập phương luôn Đấy Rất là nhanh Và câu D Cả lớp cũng sẽ nhanh chóng, nhớ là chỗ này làm tương tự câu đầu thầy hướng dẫn đấy. Thì cả lớp sẽ thu được a2/3 chia cho b gì nhỉ? 1/5. Thì cả lớp có thể viết ở dạng nhân cũng được cho đẹp thế là a2/3 b 1/5. Phần tìm x của chúng ta là hoàn thành xong và chúng ta đến với dạng bài cuối cùng. Nếu các em học đầy đủ thì các em phải học giống như bài của thầy mới gọi là đầy đủ chi tiết nhất. Thì là nó phải ít ra nó phải gồm đầy đủ tất cả bốn dạng này. Với dạng thứ tư cũng được coi là dạng quan trọng và khó nhất. Nhiều bạn hay bị vướng ở cái dạng này. Thì chúng ta làm bài này thật cẩn thận cho thầy. Đó là bài toán biểu diễn logarit theo các loga cho trước. Bài này làm trắc nghiệm như thế nào thì trong phần giải nhanh mũ loga thầy cũng đã nói rồi. Đúng không? Các em có thể xem lại. Thì thực ra người ta chỉ cần lưu các loga đã cho vào các biến AB trong máy tính bằng chức năng store. Nhưng mà đấy là trong trường hợp nếu như người ta cho em biết kết quả thôi. Thì các em có thể lấy đề bài em trừ đáp án thì em ra, ừ, công nhận thì nó cũng khá là nhanh. Nhưng nếu mà câu này mà phải biến đổi cơ mà người ta không cho kết quả thì thực sự không phải ai cũng làm được. Đấy, nếu mà chỗ này mà người chơi hệ tư duy thì chỗ này thực sự là những câu khó. Càng nhiều ẩn ABC lên thì chỗ này càng khó. Đúng chưa nhỉ? Càng khó Câu 13, bài 13 Đây sẽ là bài tập cuối cùng của chúng ta Trong ngày hôm nay Chúng ta sẽ có 4 câu Các em uh, uh, Tất nhiên là tính bằng cách nào cũng được Nhưng mà thầy mong muốn là các em Học thật thi thật Thầy mong muốn là các em có được cái nền tảng Tính toán thật là tốt Chứ không để bị sợ những câu này Rồi ăn bừa mới... Tại vì khoanh bừa thì khoanh bừa câu nào thì không nói Có những cái câu kiến thức căn bản Thì không lên khoanh bừa và cũng đừng lên lụi ngay từ những câu mà cần học mà chúng ta đã khoanh bừa rồi Thì chúng ta đừng bao giờ mơ động tới bất cứ một cái 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 cái, cái, cổng gì Cổng nhà em hay là cổng trường đại học ấy, nó không nói nó chặt cho cụt tay Được chưa? Nó, nó chặt cho cụt tay còn có 9,5 thôi Được chưa? Thấy nói thật Từ những cái dễ là mình phải kiên nhẫn, mình phải học rồi được chưa cái này bài này thực ra không phải là dễ đâu thầy đánh dấu không phải là dễ nhưng mà chưa muốn nói đến những cái vấn đề dày gì mà nó khó mà nó cao siêu thì em đừng vội theo kiểu là cứ ăn me rồi khoanh bừa rồi lầy lọ thì thầy nghĩ là không lên không là về sau em đừng mơ động tay vào cái gì nó chặt cho cụt tay thật đừng mơ động vào cái gì vì mình nghĩ như thế những người khác người ta cũng nghĩ như mình đấy là lý do tại sao mà trượt theo nhau cả lũ không hẳn có một cái tức là không có cái người nào hẳn mà nó vượt lên được hẳn tại vì là, nó cứ giống nhau nó cứ hùa nhau nó bảo nhau là thôi không cần phải học đâu bỏ đi rồi khó quá này chắc không ra vào hoặc là khó quá này không thèm học thôi nhờ mấy kia có cái loại cái kia rồi đấy là lý do được thực ra là em làm được nhưng mà tại vì em cứ bị nghe hùa ở đâu ấy, khiến cho em chột dạ Để sau em lại không tự động tay vào làm nữa đấy là chết đấy là chết muốn động tay được vào cổng trường đại học thì phải động tay vào những bài này vào đấy không có toán trắc nghiệm đâu ạ à. vào đấy một năm học thi lại mấy chục lần đấy ạ à. số tiền học lại đủ xây mấy ngôi trường đấy năm nào mà học lại nhiều quá là đuổi về với thầy u chăn bò đấy thật không đùa đừng tưởng là đỗ được rồi xong là may hãy hỏi các anh chị đi đằng trước xem bây giờ có phải là đang sống dở chết dở không học đại học mà còn học on nữa là còn khó nữa không phải dễ đâu thi lại mới trượt lại mới học đầy học lại đầy 3 phần tư sinh viên thi toàn trượt toán cao cấp này, này, vào được cổng trường rồi không nhanh tết cái nó đuổi về quê chăn bò với thầy u hết tôi không đùa chưa hỏi mấy cái trường bách khoa xem nào kinh tế với đại học quốc gia với ngoại thương vân vân mỗi năm hoa đầu nở lại mấy trăm người không khéo được về quê hết thật không bao giờ đùa mà những cái trường bình thường không sao đến cái năm của các em ấy dự kiến thôi thầy cũng không biết là tình hình dịch thì nó như thế nào nhưng mà dự kiến là các trường người ta đều có bài thi đánh giá năng lực riêng hết đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia tp hcm bách khoa hà nội có thể dự kiến là ngoại thương hay gì đó các em có thể xem trên các của các trường sắp tới là nó tự chủ hết là nó đều có bài thi riêng và bài thi riêng của nó là mày cứ <laughs> không học bằng kiến thức thật ra tại đố mày vào vào đặt tay vào cổng trường được hay là mày vừa vào một phát là nó đẩy mày đi ra luôn được chưa không có đâu thi tốt nghiệp thì không sao vào đó lại khảo sát lại các thứ không ăn được thì đi ra được chưa nếu các cái trường bình thường nhàng nhàng không nói làm gì nhưng mà đã muốn là học thật thi thật và đã muốn tốt ấy ừ. thì tốt nhất là học hành cho nó cẩn thận thầy cứ nhắc nhở ngắn gọn thế thôi thầy cũng chả muốn nhắc nhiều đến cái chả mấy mà thi đến nơi đấy ai nghe nhiều thì thấm vào đầu óc nó nhiều mà ai không nghe thì nó chỉ nhàng nhàng thôi mà cái số nhàng nhàng đông kinh khủng số nhàng nhàng đông kinh khủng chính vì thế nó, 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 nó cho điểm cao kinh khủng luôn được cho tại vì cùng nhàng nhàng mà đông như thế mà cho cùng một mức mức điểm nhàng nhàng như thế ô thì để cả nước nó đỗ à cái, cái số ít ý, cái số cao hẳn ý, thì nó lại rất ít và cái số nhàng nhàng nó cùng bằng nhau Thế lại rất nhiều Thế bây giờ mà nó cho cùng cái mức điểm ý Ô để cả nước này nó chen vào cổng trường để nó sụp cổng nhà nó à Sụp cổng luôn của các trường à Thế nó phải cho cao hẳn lên như thế Có có trường nó tăng lên hẳn 3-4 điểm là ít nhất Không khéo có những trường năm vừa rồi Sốc luôn nó tăng 5-7-8 điểm là chuyện bình thường Cho nó chết luôn Tại vì phổ điểm của các em quá cao Các em cùng cao bằng nhau Cao bằng là do để người ta ra nó chưa được phân loại cao Cao là trả qua cao là do cao tốt nghiệp thôi Cao giống nhau toàn 24, 25 điểm nó cứ nghĩ là mình giỏi Nhưng mà đấy là so với những cái năm này thôi Còn so với những cái năm trước 24, 25 điểm Chả có ý nghĩa gì đấy, Thế nên nó lại phải cao hẳn lên nữa cơ Có cái mức kia bình thường nó lại Nó lại nhiều người lại cùng bằng em lắm Chả qua là em so với ngày xưa thì em bảo 24, 25 là cao Ví dụ thế Bây giờ chả nghĩa lý gì 30 nó còn trượt đầy đấy thế nên là đã giỏi thì cao thì nó cao hẳn lên đi cứ nhằng nhàng bằng người ta thì nó chả lâng lên chứ cho bạn mè vào cùng một lúc thì để nó nó nó, nó sụp trường à đấy là lý do tại sao nó, đấy là các em tại vì các em cùng học cái mức nó giống yết nhau các em không có ai nó đột phá hẳn lên thế lên các em phải kiên trì là thế các em phải chịu khó chị em cứ như là người ta thì thôi thì về sau em có 25, 26 hai chăng nữa em có khả năng em vẫn trượt cao như thường chứ không phải là về khoe khoe với cả xã rồi khoe với cả xóm bảo là úi rồi ôi bố mẹ ơi con được 25 26 điểm bố mẹ úi rồi ôi cả cái xã này chứ ai 25 26 điểm con à úi rồi mừng quá mổ trâu giết bò hôm sau trượt Ok <laughs> <laughs> cái chuyện này có thể xảy ra hoàn toàn <laughs> tôi không đùa đâu ạ à, được chưa đấy nên các em nghĩ là mỗi thời mỗi thế nó mỗi khác đấy do cái tính chất nó kiểu nó hơi lạm phát điểm đừng thấy hoa nở đấy giống như bà cô phương hằng cô nói rồi đấy đấy đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về mọi thứ nó chưa kết thúc ở đó đâu nó còn bất ngờ lắm nhiều cái đằng sau nó còn nó còn ghê kinh khủng sợ lắm đấy lên các đấy là lý do tại sao mà thầy mới khuyên thật sự là các em là ai học được ai kiên trì ai mà cứ ấy được ấy thì vẫn có giá của nó không bao giờ sợ thiệt đừng lo nhé có thầy đấy rồi, được chưa? Không bao giờ sợ thiệt. <laughs> thầy nói chưa bao giờ là mấy khi mà sai cả. Những người đi đằng trước là bao giờ phải có kinh nghiệm hơn. Các em sắp thi rồi, nên thầy phải động viên khích lệ như thế. Được chưa? Có tất nhiên ai cũng biết cái sức của mình. Có thể em chỉ có thể đặt cho mình mục tiêu thì nó biết sức của mình rồi thì em cũng chỉ đặt mục tiêu nó vừa phải thôi. Thì dự kiến làm sao cho nó khéo nhưng cũng không phải là chỉ năm trước có nhiều đứa điểm rất cao vậy đặt có mỗi một trường nhá sao em không hiểu đó đặt kiểu gì trượt là trượt luôn thế là về sau rất nhiều trường với bộ giáo dục người ta còn phải vớt đấy năm vừa rồi rất nhiều đứa nó được 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 vớt sướng thật thầy thiết nghĩ đó không biết cũng không công bằng lắm đâu nhưng mà chắc là tại vì thời thế mỗi năm khác nhau chứ năm vừa rồi rất nhiều đứa điểm cao trên tối hai bảy hai tám điểm trở lên trượt rất nhiều thế mà rất nhiều trường người ta phải lọc lại lần hai rồi người ta gỡ rồi vớt điểm thế nào bộ dục người ta cũng cũng gỡ người ta cũng vớt ra chỉ thị làm gì đấy các em xem đi một số trường người ta lại cho lại lấy điểm thầy thiết nghĩ thế là không công bằng ai chơi cái kiểu lại là lần sau so, dĩ nhiên là vẫn phải có tiêu chí thì mới vào được thật nhưng mà vẫn không công bằng vẫn theo kiểu là lọc xong cao quá xong lại vẫn vớt nó kêu nó có kiểu gì tại vì ra nó, nó 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 nó, nó không phân loại được là nó thế đấy là nó khổ đấy mà mấy cái đứa ý nó cái cái khuyết cái kiểu gì mà mấy cái đứa ý nó lại tự tin đến mức độ mà nó lại chỉ đặt có một nguyện vọng thôi nhỉ thầy cũng xem rồi đấy. trượt rồi trượt luôn điểm vẫn cao thế nó vẫn phải vớt <laughs> công nhận với cái bọn ý nó, nó me thật đấy các em làm thế nào nhá chứ thầy không thấy thấy thầy thấy thực ra thầy cũng không thấy nó là công bằng lắm chưa? Ừ. nhưng mà thôi đấy là chuyện của bố dục được chưa Uh, vẫn còn nhiều thứ mà vẫn còn bất cập đáng để nói lắm nhưng mà do cái thời này của các em uh, nó là thế chả biết sắp tới có thi được không thôi không có thi được không thì là thi online thôi này thi online thôi được chưa để những cái năm này là hơi đen một tí ba năm học online không sao ai cố gắng chăm chỉ chịu khó kết quả là vẫn tốt như thường có điều là do cả nước nó dồn vào chống dịch rồi nên các cái việc mà ấy cho giáo dục thì nghe có vẻ là vừa rồi nó không được uh, uh, sốt nóng hơn như là những cái năm trước những năm trước à là bùm bùm một cái xong nó sốt nóng là là cha nọ cha kia để lấy điểm này nọ này kia mà những năm trước là sốt kinh lắm trường nào ra điểm một cái là nó nó dạo dực các thứ tin tức các thứ nó nhanh lắm nó nó, nó nó ấy điểm cho nhau rồi nó truy tìm thủ khoa rồi các thể loại năm vừa rồi nó cứ nhạt như nước ốc ao bèo nhưng có đỗ cũng chả ai biết <laughs> năm vừa rồi nghe nó có vẻ nhạt nhòa hơn cả nước nó bận chống dịch còn bao nhiêu người còn đang sống còn trả xong thì thấu gì đấy thế nên là kem sinh vào cái tầm này là nghe cũng hơi hơi ấy đấy nhưng mà kem vẫn phải cố gắng tuy là nghe có vẻ hơi thiệt một tí nhưng mà vẫn phải cố gắng dịch thì cũng có thể có thể cho dễ hơn cũng chả phải lo cũng chả phải dễ cũng chả phải lo đâu. dịch có thể cho dễ hơn. <laughs> dễ dễ nhưng mà nói thế thôi dễ nhưng mà không được chủ quan <laughs> còn cho dễ là còn không phân loại được thầy cứ nói trước là như thế còn cho dễ là càng không phân loại được đã giỏi là phải giỏi thật sự cố gắng lên không sao tình hình thì là thế nhưng mà đừng vội chán đừng vội thất vọng cả nước thế chứ phải mỗi mình thế đâu tuy là không được sốt nóng như những năm trước nhưng mà vẫn được quan tâm đầy đủ các thứ có điều là thầy sợ thiệt là về sau nhiều bạn mà cứ nghỉ nhiều quá ấy thầy sợ kiến thức nó rơi dụng hết đấy có học kiểu gì đi chăng nữa thì online nhưng mà nếu em không có không có ý thức ấy không thể nào mà nó tiếp thu nó vào được thế này em học nếu như mà trực tiếp em nhìn thấy thầy như thế này thì em còn chăm chú em còn để ý em còn học được còn em học với cô giáo em em toàn là tắt mic với tắt cam em toàn đi đâu ấy xong rồi em toàn lúc thì ngủ gật lúc thì em đi tè lúc thì em đi ăn rồi lúc thì em làm một cái trò gì ấy. thầy cũng chỉ sợ là cái số ý nó nhiều quá ôi Thầy cũng từng dạy rồi, thầy cũng thử rồi, thầy cũng biết Dạy chán không thể chấp nhận được Dạy cứ như là mình dạy cho một mình Mình nghe, rồi ôi rồi Đây là phải dạy, chứ nếu không Thầy không bao giờ thầy dạy với cái trò qua <laughs> Zoom giết Hỏi mà cứ như là điếc ý. Hỏi mà cứ như là điếc hết cả Như là mình mình nghe Bực cả mình Được chưa? Nên thà thầy có thích dạy live stream hơn là là dạy cho chúng mày chứ bọn mày ta cứ bảo bạn mày bọn mày lúc thì vào nói lăng nhăng lúc rồi tắt mic tắt cam tạo chịu sợ lắm Ui. dạy cái ý thầy cô không khéo mệt hơn cả dạy bình thường sợ lắm cố mà sớm thì đến trường được đến lúc nào là tốt lúc đó các em ạ nếu mà được đến trường là tốt lúc đó chứ chứ cứ chơi cái trò này mãi nghe không ổn đâu sợ lắm chả biết ở đâu chứ tùy người thôi chứ sợ lắm không ổn đâu <laughs> thì cố mà học nhé rồi vừa rồi thầy cũng chỉ muốn dặn dò một vài đôi ba câu tại vì các em biết là thỉnh thoảng thì thầy mới like được cho các em với cả thỉnh thoảng thì mới dặn dò các thứ được nhưng mà những điều thầy nói các em đừng vội bao giờ cho là thừa đừng vội bao giờ cho là linh tinh nếu những ai mà coi thường lời thầy thì, ừ thì cũng ok không sao chả ai bảo gì thầy cũng chả tới gõ cửa để mà thầy đập vào mặt đâu ôi giời Nghe được thì biết cách định hướng cho mình Biết cách học làm sao cho nó tốt Còn tất nhiên là Thầy cũng chỉ dặn được thế thôi Còn có gì thì thầy cô bố mẹ em nhắc nhở rồi Đúng không à, Làm nốt bài này thì là cũng xong Thôi là nghỉ rồi đi về Hi vọng là qua cái bài này đừng có ai mất gốc là được Câu A Cho Loga cơ 2 của 20 bằng alpha. Pha Hỏi Loga Cơ số 20 của 5 tính theo alpha bằng bao nhiêu? Rồi, hãy khoan để ý bài này thầy không cho kết quả, thầy không cho đáp án ở đây nhá. Bây giờ tụi ta tự làm đi. Phải về vò nó ra thì mới làm được. Ở đây sử dụng công thức đổi cơ số. Đổi cơ số. À, ở đây là lớp 2 20. Bây giờ cả lớp sẽ sử dụng thuật biến đổi sau, cả lớp phân tích cho thầy cái alpha này ra phân tích cái alpha này ra bằng cách như sau so, cả lớp tập trung để ý 20 phân tích theo thừa số nguyên tố thì tách ra thành 4 nhân 5 vậy các em tách ra thành các cơ số nhỏ nhất có thể nhé nó sẽ là hai bình nhân 5 hai bình nhân 5 phân tích anh chàng này ra tách hết ra phép nhân thì chỉ có tách ra thôi chúng ta có lốc 2 của hai bình như vậy là hai hạ xuống lốc 2 của hai cái này chúng ta vừa học xong cái hai này bỏ nhé như vậy kết quả chỗ này là bằng hai rồi 2 cộng với log 2 của 5. Thế từ loga ban đầu của một cái số to to thì em sẽ tính được một cái loga nhỏ nhỏ hơn, người ta gọi đây là loga trung gian. Em tính được log 25 bằng alpha 2. Từ đó các em phân tích được cái này tí nữa kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện ra anh chàng log 25 này mà xem. Các em lưu ý ở đây, 20 lại to hơn 5 không mấy khi nhé. Người ta để cái 20 là cơ số cả Cơ số người ta thường chọn các cái số bé thôi Chỉ có 3 số thôi Đó là Cơ số 2 Cơ số 3 và cơ số 5 Nếu thấy các cái biểu thức cơ số chỗ này mà nó lại to tướng Thì bắt buộc chúng ta nên là nghịch đảo Nghịch đảo để tí nữa chúng ta đưa về cơ số 5 nó dễ làm bài hơn Đấy là một cái động thái chúng ta cần phải nhận ra Chứ bây giờ phân tích theo cơ số 20 thì năm này bố nó chả phân tích được Phân tích kiểu gì? <laughs> Thì chỉ có công thức đó là nghịch đảo nó dậy thôi hoặc là dùng công thức đổi cơ số đây thì các em sẽ tự chèn thêm cơ số 2 vào các em lấy nghịch đảo cũng được hoặc là các em đổi cơ số cũng được để có chúng ta có hai cách đấy thì các em tự chèn cơ số 2 vào thì theo đúng công thức khi tự chèn cơ số 2 vào thì ở trên chúng ta điền 5 ở dưới chúng ta điền 20 công thức này tuy là công thức khó nhớ nhất nhưng mà làm nhiều nó sẽ quen phân tích cái này ra tự chèn cơ số 2 vào Lốc AB thì bằng lốc C của B ở trên với con lốc C của A ở dưới mà cái này đâu có gì khó À may quá Như vậy là lốc 2 của 5 chúng ta đã dự đoán rồi nó đẻ ra từ đây này Đúng chưa? Còn lốc 2 của 20 á à, may quá nó ở đề bài đây này Như vậy Những bài toán này chỉ cần Phân tích đưa về một cơ số nào đó Thường là cơ số mấy nhỉ? Vừa nói xong Đó là 2, 3, 5 Thì chúng ta phải lưu ý chọn theo cơ số đề bài cho Người ta cho cơ số 2 tự nhiên chẳng lẽ bây giờ chọn cơ số 7 Đúng không? Nó có lý cả Và tự nhiên khi phân tích xong Thì chúng ta thấy nó tòi ra một cái loga mới Đó là loga 25 Thì loga 25 này chúng ta phải phân tích trước Người ta gọi là loga trung gian Loga này sẽ được đẻ ra từ alpha mà thôi Thì cách làm để ra các loga trung gian Cả lớp cứ phân tích tung tung tóe chỗ này ra Miễn là cả lớp cứ nhìn thấy số 5 Là cả lớp thành công để đi về là 10 điểm Nhất đường chàng đúng chưa nhỉ Đó phân tích tung tóe chỗ này ra Thì là xong Đến đây thì cả lớp điền vào Đấy theo đúng trình tự như vậy thì bài nào chúng ta cũng sẽ làm được Nhiều bạn đã sợ các dạng này lắm Nó có hiểu đâu công thức nó cũng trả thuộc nên Sao nó hiểu nó làm được chúng ta sẽ có alpha trừ hai trên alpha và đây là kết quả cuối cùng đấy nói chung ý trắc nghiệm thì dễ ừ, không nói cái gì ở ừ, cứ công nhận nhưng mà để làm được ra những cái này à thử xem có mấy người bình tĩnh các thứ kiên trì làm đúng không ừ, cố gắng lên đó được chưa phải bình tĩnh ở đây thì không cho kết quả mày lấy gì mà bấm máy tính tôi không thích cho đấy, đấy chưa tôi không thích cho kết quả Bài nào mà về sau nếu mà ôn tập cái chương này thì thầy sẽ cho em trách nhiệm tính sau Còn bây giờ đang học để lấy gốc Nào bây giờ phân tích tương tự câu này, bây giờ làm được rồi Đây cơ số 2 Đây lại cơ số 4 Chỗ này là lốc 25 rồi, chỗ này không có gì để mà phân tích nữa vì chỗ này nó bé rồi Cả lớp lấy máy tính bấm 1250 các em phân tích 1250 thành tích các lũy thừa của 2 và 5 cả lớp có thể sử dụng chức năng factor giống như lúc đầu thầy có dạy các em chức năng phạch một cái đấy là ra luôn. Bài này tiếp tục dùng phạch một cái là ra nhé. em dùng nghịch đảo nó cũng đều ra. Em học em hay dùng nghịch đảo ừ, thầy có dặn rồi chỗ này dùng đổi cơ số cũng được mà dùng nghịch đảo đều ok. Cả lớp có thể dùng nghịch đảo ở chỗ này đều thông minh hết. Nghịch đảo có nghĩa là lớp 20 của 5 cả lớp có thể viết thành 1 trên Lốc 5 của 20 Đều ok Thank you hết Rồi tí nữa tách tiếp cái 20 này ra thành 4 x 5 Rồi cả lớp sẽ điền được cái kia vào Có hai hướng mà Dùng nghịch đảo được Đều ok Mà dùng đổi cơ số được Đều ok Làm thế nào đúng hết Thank you hết Đây Phân tích 1250 bằng chức năng factor Thì cả lớp sẽ tách ra thành đó là 2 x 5 mũ 4 Máy tính nó tính hộ rồi yên tâm chỗ này Thì máy tính nó trợ giúp cho Được chưa Từ đó ta điền cái quả này vào đây thì chúng ta sẽ thu được 4 thì ta đổi về cơ số 2 là 2 bình. Chỗ này là 2 x 5 mũ 4 cả lớp chia tách ra. Thì theo công thức thì chỗ này mà có 2 đúng không? Thì ra ngoài chỗ này chúng ta đẩy ra là còn 1 phần 2. Và chỗ này chúng ta tách ra thành lốc cộng lốc. Cả lớp có lốc 22 cộng lốc 2 của 5 mũ 4. Rất là bình thường thôi. Cả lớp hạ mũ xuống là cả lớp thành công. Lốc 22 bằng 1, còn 4 hạ xuống. Cả lớp có 4 lần lốc 25. Ôi may quá, lốc 25 đề cho rồi bằng A. Điền vào đây, cả lớp có 1 phần 2, 1 cộng 4A. Thành công rồi, rất đơn giản. Khi làm ra được một bài toán nào đó, chúng ta mới thấy là chúng ta tự tin và chiến thắng bản thân mình. Chúng ta không cần phải làm được hết. Chúng ta cũng không cần phải làm được hẳn 90 ví dụ như thế, nếu không cần là mục tiêu quá cao. Nhưng mà chúng ta làm được một bài chúng ta cảm thấy rất là vui. Cuộc sống nó có ý nghĩa lắm vui lắm được chưa Để chiến thắng bản thân mình nó vui lắm thật mà bạn nào mà chưa từng thử chưa thử chưa từng làm mà xem làm thử một bài giống thầy đi em sẽ thấy à thực ra là em làm được em mình làm được đấy thành công rồi rồi thành công rồi c câu c khó hơn phân tích theo hai loga tất nhiên càng nhiều là càng khó Lốc 33 Bằng A Lốc 35 bằng B Trời đất ơi lốc 30 1350 Làm được câu này được cái thuận lợi ở chỗ đó là Cùng cơ số 30 May quá đỡ phải đổi cơ số thích quá. Dùng máy tính uh, Dùng chức năng factor Để đổi 1350 Thì Nếu bạn nào mà dùng factor 1350 Thì các em sẽ ra kết quả Có thể là các em sẽ ra khác thầy một chút các em có thể là các em sẽ ra uh, 30 chỗ này em sẽ tách ra là uh, 3 x 2 x 5 Thì rất nhiều bạn sẽ ra kết quả đó là 3 lập phương 5 bình phương x 2 Cả lớp có ra thế này không? 30 là 3 x 2 là 6, 5, 30 Thêm một cái 3 vào đây là 3 mũ 3 5 bình phương Cả lớp các em có factor ra cái này không? các em có factor ra 3 lập phương rồi nhân 5 bình phương nhân 2 không? Nhưng mà ở đây thầy lại không phân tích giống như các em. Ở đây thầy lại phát hiện ra úi rồi, có một cái kinh nghiệm đặt ra ở đây, đó là chỗ này lại có cơ số 30. Như vậy chúng ta cố gắng làm thế nào xuất hiện ra nếu có 30 được thì là quý hóa nhất. Còn nếu bây giờ chúng ta cố gắng đi theo hướng này thì tự nhiên nó sẽ sinh ra một cái đứa vô duyên đó là cái đó là cái lốc 30 của hai Thì cái lốc này các em chưa có Đây là lốc trung gian Mà lốc trung gian này thì kiểu gì các em cũng sẽ lại phải xào lấu hai cái người này Các em phải xào lấu hai người AB này để làm thế nào xuất hiện ra được cái số 2 Cái chỗ này hơi khó Chính vì thế Để tránh mặt cái số 2 ra Thì lên Đưa về các cái số gì mà Nó liên quan đến cơ số ấy Nó nhanh nhất 30 thì viết luôn mình tách bớt nó ra Thành 3 bình nhân 5 nhân 30 thì, 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 thì xịn hơn. Thì đến lúc này em sẽ không bị gặp uh, loga trung gian. Đây em tách giống thầy thì cũng thế thôi. 3 lập phương 5 bình phương nhân 2 tự như nhau cả thôi. Nhưng mà lúc đó em sẽ gặp trở ngại là em bị vướng cái số 2. Mà vướng số 2 em lại phải mất công ngồi xào lấu là xem cái cái số 2 nó toai ra từ đâu. <laughs> thì tốt nhất em nếu em nếu em thấy 30 em thôi em cố gắng đưa về 30 luôn thì nó sẽ tránh mắt được nó Cả lớp có như thế này Và cả lớp tách ra thành 3 phát là thành công Lớp 33 Bình phương hạ xuống Lớp 35 Để nguyên Và tất nhiên lớp 30, 30 sẽ bằng 1 rồi <laughs> Hiểu chưa? Như vậy là chỗ này chúng ta sẽ có 2A Cộng B Cộng 1 là thành công, đi về Đó, hiểu chưa? Đấy, làm như thế Chính xác rồi đấy Một số bạn đã ra kết quả đúng rồi Câu cuối cùng Lốc 15 của 3 bằng C Giờ lại lốc 25 của 15 Chỗ này Kem có thể đổi cơ số hoặc là dùng nghịch đảo Theo thầy em dùng nghịch đảo cũng được Ok hết Dùng đổi cơ số cũng được nhé Nếu dùng đổi cơ số thì đây này Kem đưa Đưa về cơ số 3 cho nó nhẹ ở đây 15 và 25 đều là các số quá to Mà ở đây có sự xuất hiện của 3 Thì ở đây thầy nghĩ đến một việc đó là chúng ta đưa về cơ số 3 đi Cũng rất là đẹp đấy Thì chúng ta chèn cơ số 3 vào đây thì chúng ta sẽ có 15 ở trên 25 ở dưới Cả lớp tách 15 phân tích thừa số nguyên tố chỗ này không cần máy tính nữa 15 chúng ta có 3 x 5 Và 25 thì chúng ta có 5 bình Thì chúng ta có lốc 33 cộng lốc 35 Còn ở dưới thì các em hạ bình phương xuống như vậy log 33 là bằng 1 Còn log 35 Log 35 chả biết chui ở cái mã nào để không biết Chỗ này chưa có rồi ơi Và ở dưới có log 35 Như vậy đi theo hướng gì chăng nữa Thì cũng sẽ gặp một cái loga trung gian Đó là log 35 Log 35 này bây giờ chúng ta phải đào từ cái chỗ mà nào đây Log 35 này bây giờ phải xử từ Log 15 3 Mà log 15 3 thì không ai người ta để cái số 15 ở dưới cả Thầy có dạy rồi Bài này chắc chắn xử cái chỗ này là phải nghịch đảo không là nghe rất ngang trái eo bây giờ để cơ số 15 thì nghe nó bị vô duyên ấy. hiểu không đó thì muốn ra lốc 35 này thì phải đẩy ba xuống thế đấy em biết tại sao chúng ta lại phải ưu tiên là dùng công thức nghịch đảo lốc 5 à lốc 15 3 thì bằng 1 trên tức là nghịch đảo của lốc 3 15 các em có thể bỏ qua úi rồi các em có thể bỏ qua cái bước này cũng được <laughs> dây mất rồi, các em có thể bỏ qua cái bước này đi Viết luôn là nghịch đảo cho nó nhanh Đỡ phải qua đổi cơ số, chết mệt Thì Lốc 33 bằng 1 Cộng với lốc 35 Đấy, lốc 35 nó, nó, nó đẻ ra từ đây này Mày quá, em phải tách ra nhá phải, Em phải biết đường mà tách Với cái số này mà không tách được thì thôi đi học làm gì nữa Đấy, dễ quá rồi có gì mà học chỗ này nữa Đúng không? Đấy, thầy hướng dẫn xong là dễ hết Đấy, thế thì từ đây cái, anh chàng này nó chui từ cái chỗ nào thì nó sẽ bằng là cả cái này nó sẽ bằng 1 trên C. 1 trên C được bao nhiêu? Đây này em rút cả cái nguyên cái mẫu này ra nhá, em sẽ có 1 trên C. Em trừ đi 1 là em ra được anh chàng lốc 35. May quá em ra được loca trung gian này thì thôi em cũng thở phào nhẹ nhõm. Được chứ em có thể thở phào viết di chúc được rồi. <laughs> đấy thở phào viết di chúc được rồi. Thì đây, quay trở lại với lúc nãy. Đây, 1 cộng log 35 trên 2 lần log 35. Thì bây giờ tôi đã rút được log 35 rồi. Bây giờ tôi thay vào đây. Cái việc quy đồng chỗ này thì không là vấn đề. 1 <laughs> trên 2 lần 1 trừ C cả lớp có thể tự ra nhé. Nào cả lớp hiểu không? Rồi, như vậy là hoàn thành thành công bài này. À, thầy sẽ cho cả lớp một cái bài tập về nhà chỗ này để làm. Bài này cả, cả lớp về nhà tự suy nghĩ tự làm nhé Đây các biến đổi thì chung quy lại nó chỉ biến đổi như thế thôi. Hiểu chưa? Đấy, thì bài 14 này thầy xin mời cả lớp về nhà thể hiện giúp thầy nha. Bài này thầy tự cho, bài này thầy cho về nhà mà làm. Làm được thì thành công rồi là ok. Hết bài rồi, không có cái gì để học nữa. Chép 4 câu này vào, tất nhiên là bốn câu này nó khó hơn đấy. Đây vừa A vừa B. Úi rồi câu này làm được. Ui a b c. Ui vui chưa? Câu câu này cố mà làm nhá, câu này làm đi. Không khó đâu, câu này cứ dùng đổi cơ số bình thường, hai câu này dùng đổi cơ số bình thường. Theo thiển ý của thầy là cái câu này đổi về cơ số 3. Ở đây cùng cơ số rồi, như vậy chỉ cần phân tích thừa số nguyên tố là câu này thành công. Câu này là em phải đổi thầy gợi ý một tí. Em phải đổi lốc 315 và lốc 310 về các lốc nhỏ hơn. Tại vì 15 V 10 Nếu mà 50 các em tách ra được dưới dạng 15 x 10 luôn thì ok Nhưng mà nếu không thì các em tách về số nhỏ hơn Ví dụ như là 5 thôi 5 này 5, 5 32 thôi Các em tách về 5 32 Sau khi các em rút được các cái 5 3, 2 nhỏ nhỏ này ra Thì tí nữa các em xử được cái 50 này nó dễ hơn 50 này nó chỉ đưa về 5 x 32 gì đấy 5 Hình như 2 x 5 thôi 25 x 2 25 2 5 thôi Làm gì có 3 Câu này cơ số 2 3 Ôi 7. Câu này các em lộn lộn hết lên cho thầy. À nhưng mà câu này hơi khó, câu này được đổ, dùng đổi cơ số. Các em lên đưa về một cơ số nhỏ hơn có thể thì ở đây thầy gợi ý các em dùng đổi cơ số chúng ta đưa về cơ số 2 đi. Tại vì 140 và 63 đều to, em không thể đưa được về ai cả. Nó đều rất kinh khủng. Thì các em sẽ đổi về cơ số 2, phân tích cả 63 về 140 thì dùng factor ra hết yên tâm. Em cứ bấm đi ra hết đi mà. Thầy bảo là nó ra là nó ra. Factor cái ra hết. Yên tâm đi ở đây có sự liên quan đến ba chỗ này ba triệt tiêu nếu tí nữa có sự xuất hiện của lốc 25 thì em nhân hai cái này lại nhá thì nó sẽ triệt tiêu ba tại vì người ta không phải là ngẫu nhiên mà người ta ngốc mà đề bài người ta cho hai cái số 3 này giống nhau đâu có nhiều các cái lốc trung gian mà tí nữa em chỉ cần nhân lại thôi thì nó sẽ triệt tiêu ngay nếu mà đề bài tí nữa nó hỏi lốc 25 à, câu này không có gì Câu này thì cả lớp mà <laughs> <laughs> cả lớp làm gì thì làm eo chỗ này khó hay chưa hai cái này đều kinh khủng nên cả lớp phải đưa đổi về cùng cơ số a thầy gợi ý cả lớp phải đưa về cùng cơ số a sau đó cả lớp phân tích tiếp thì sẽ ra chỉ có đưa về cơ số a trên cơ số a còn cái chỗ này cả lớp đổi 6,125 ra đổi dưới dạng phân số Thì cả lớp sẽ có là 49 phần 8 Cả lớp chỗ này sẽ viết phân số là 49 phần 8 Sau đó Chúng ta sẽ đưa về loga kiểu như là của phép trừ ấy 49 phần 8 Đúng không? Tại vì phân số là chỉ có viết thành phép trừ thôi 49 phần 8 Sau đó cả lớp tiếp tục làm nhá Đổi về cơ số 5 Ở đây, đây là cơ số 5 được này Đây nghịch đảo một cái là sẽ có cơ số 5 Thầy chúc cả lớp làm bài thành công nhá Đó <laughs> Đơn giản Hết rồi, không có gì để học nữa, sợ quá rồi Dạy được xong bài này xong mà mình có cảm giác cứ như là Vừa xây được bảy tòa tháp ấy Được chưa? Đúng người ta nói không có sai Cứu một mạng người Xây bảy tòa tháp thật Được chưa? Xây bảy ngôi chùa Đó Không phải mà ngẫu nhiên mà bài học về học lại logarit Từ đầu này mà ra đời đâu Được chưa nhỉ? Ngẫm thấy rằng còn nhiều bạn học mũ loga còn hơi yếu. Đó. Đấy, thiết nghĩ như vậy nên thầy rất là thương học sinh đấy, thầy mới cố gắng dạy những cái bài giảng quan trọng này. Trong bài giảng thầy đã cố gắng truyền tải tất cả những cái điều mà thầy biết và đã sắp xếp chúng theo một hệ thống có khoa học, đầy đủ từ lý thuyết đến bài tập. Thầy hy vọng rằng đây là một bài giảng mẫu mực để dành cho các bạn và các em từ những bạn lấy lại gốc cho đến những bạn mà chúng ta cần muốn ôn lại, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin học với bài giảng của thầy. Kem nhớ xem lại lý thuyết thật cẩn thận và hoàn thành cho thầy một số bài tập trong quá trình làm thầy đã giao được chưa nhỉ? Thầy xin cho thầy cảm ơn tất cả các bạn và kem đã luôn theo dõi bài giảng. Hy vọng với mỗi bài của thầy, kem sẽ luôn học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích, có rất nhiều các cái kiến thức chân trời rộng mở, nó được mở ra với nhiều màu sắc lung linh huyền ảo, chứ không chỉ là những kiến thức mà nó khô khan cứng nhắc đó và qua mỗi bài học của thầy thầy luôn mong các em mở rộng tầm hiểu biết của mình ra thêm nhiều môn học khác nữa và chúng ta cố gắng quyết tâm động lực thật là tốt giống như thầy đã dặn dò để cho chúng ta luôn đạt được điểm cao nhất như mình mong muốn được chơi nhỉ rồi hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những bài học tiếp theo những em mà chúng ta muốn học tất cả các bài của thầy đầy đủ chi tiết thì chúng ta có thể vào kênh của tuyển sinh 247.com và gọi tư vấn nếu như mà chúng ta muốn học đầy đủ tất cả các bài của thầy trên này thì thầy có đầy đủ các khóa đó là từ khóa S2 luyện thi cho đến S3 luyện đề và S4 là tổng ôn trước thi đó kem có thể học cho mình đầy đủ ba khóa được là tốt nhất thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt chúng ta tuân theo đúng cái lộ trình như vậy đó thì đây thực sự sẽ giúp cho các em không chỉ những bạn học yếu chúng ta lấy lại gốc mà giúp cho tất cả các bạn từ học khá trở lên chúng ta cũng sẽ củng cố được rất nhiều các kiến thức các dạng bài của mình và giúp cho các em luôn luôn hiểu bài được là tốt nhất xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng hẹn gặp các em trong những bài học lần sau